Chương 7, một bài học nhạc, một số người trong mỏ đã trở thành thân thiết với tôi. Cảnh hoạn nạn cùng chịu đã gắn bó mọi người, cùng đau khổ, cùng ước mong, người ta kết với nhau là một. Chu Gaspard và cụ giáo đều quý mến tôi, đặc biệt là cụ giáo. Còn ông kỹ sư mặc dù không bị mắc nghẽn cùng chúng tôi, ông cũng thương mến tôi vì tôi là một đứa bé mà ông giành giật lại với thần chết. Ông mời tôi đến ăn cơm theo yêu cầu của con gái ông tôi phải kể lại tỉ mỉ tất cả những gì xảy đến trong khi chúng tôi bị chôn sống trong ngách cụt. Ai cũng muốn tôi ở lại Vasis, ta sẽ tìm cho cháu một người thợ quốc dùng cháu làm tay phụ đẩy gòn, chú Gaspard bảo, và thế là chú cháu ta sẽ mãi mãi gần gũi nhau. Nếu em thích làm việc bàn giấy thì ta sẽ cho em một chân, làm việc bàn giấy, ông kỹ sư nói. Chú Gaspard yên chí rằng tôi sẽ trở xuống làm việc dưới mò. Về phần chú, chú đã xuống làm việc dưới mò trở lại, thản nhiên như một người dày dạn hiểm nguy. Nhưng tôi thì tôi không thích trở lại đi đẩy xe gòn chút nào cả. Mỏ thì quả thật là đẹp, là lạ mắt, tôi lấy làm sung sướng đã được trông thấy một cái mỏ. Nhưng trông thấy như thế đã đủ lắm rồi, tôi không còn chút lưu luyến nào nữa, không mảy may ao ước được trở lại một cái ngách cụt nào đó lần nữa. Chỉ mới nghĩ tới, tôi đã thấy ngột ngạt rồi, rõ ràng là tôi không phải sinh ra để làm việc trong hang tối. Được sống quang đãng đầu đội trời, dù là trời băng tuyết đi nữa, tôi vẫn cảm thấy thích hơn. Tôi đem điều đó bày tỏ với chú Gaspard và cụ giáo thì chú Gaspard lấy làm lạ lùng khó hiểu, còn cụ giáo thì buồn lòng vì tôi không có cảm tình với nghề mỏ. Thằng Carreri gặp tôi bảo tôi là đồ nhút nhát, với ông kỵ sư, tôi không thể đơn giản trả lời rằng tôi không còn muốn làm việc dưới hầm sâu nữa, ông bảo tôi làm việc ngay tại công sở với ông. Ông hứa sẽ dạy bảo tôi nếu tôi muốn học tôi muốn nói với ông ấy tất cả sự thật và tôi đã nói như thế ông bảo thế là em yêu cuộc sống ngoài trời thích đi đây đi đó và được phóng khoáng tôi không có quyền làm trái với ý muốn của em vậy thì chú bé của tôi ơi chú cứ theo con đường của chú đúng là tôi yêu cuộc sống ngoài trời và chính trong khi bị hãm trong ngách ngực tôi lại càng cảm thấy như thế hơn bao giờ hết dễ gì để có thể quân nếp đã định đi đâu thì đi đã định làm gì thì làm luôn luôn chủ động suốt trong thời gian người ta tìm cách giữ tôi lại Vasis thì mattia có vẻ buồn bã ngẩn ngơ tôi hỏi nó nó bảo là nó vẫn thường không thấy có gì khác đến khi tôi bảo nó sửa soạn để ba hôm sau sẽ lên đường thì nó bá lấy cổ tôi và thú thật vì sao nó buồn nó hết thế là mày không bỏ rơi tao thật à nghe thấy thế Tôi tông cho nó một quả để nó chừa cái tội đã dám nghi ngờ tôi và cũng để che giấu nỗi cảm động của tôi khi nghe tiếng reo tha thiết của tình bạn. Đúng, đó là tiếng reo của tình bạn, chỉ của tình bạn chứ không phải của lòng ích kỷ tự ti. Matia không cần có tôi cũng kiếm sống được, nó thừa sức tìm sinh kế một mình. Nói cho đúng thì về sinh kế, Matia có những khả năng bẩm sinh mà tôi kém thua xa. Trước hết, nó hơn tôi ở chỗ có tài chơi đủ mọi thứ đàn địch, lại biết hát biết nhảy múa, biết đóng đủ mọi vai trò. Đến cái việc tính thỉnh, chư vị khán giả, móc hầu bao chi tiền cụ Vitalis ngày xưa gọi thế thì nó lại thạo hơn tôi vô kỳ. Chỉ mỗi cái nụ cười, đôi mắt hiền dịu, hai hàm răng trắng ngà ngọc, cái vẻ mặt cười mở của nó đủ làm cảm kích những tay keo kiệt nhất Nó không xin, nhưng trông thấy nó, người ta đã muốn cho rồi, và làm cho nó vui lòng cũng là một cái thum. Những điều này quả đã hai năm rõ mười chứ không phải bàn cãi gì nữa. Bởi vì trong lúc tôi xuống mỏ đầy gòn thì nó mới đi sơ sơ một vòng, đã kiếm được 18 phở răng, 18 phở răng chứ không ít. Tiền quỹ được 128 phở răng, thêm 18 phở răng do Mattia làm ra vị chi là 146. Thế là chỉ cần có 4 phở răng nữa là mua được con bò của hoàng tử. Mặc dù không muốn làm việc ở mỏ, Tôi cũng nao nao buồn khi rời bỏ thị trấn Vasitsa đi, bởi vì tôi phải xa Alexi, chú Gaspard và cụ giáo. Nhưng số kiếp tôi là như vậy đó, là phải xa rời những người mình yêu mến và cũng yêu mến mình. Phải đi lên, vai đeo đàn, lưng mang sắc, chúng tôi lại ra đi trên đường thiên lý cùng với Capi, con chó sung sướng quá cứ lăn bừa trên cát bụi. Ra khỏi thị trấn Vasis, được nện gót trên đường âm vang, nó rội tiếng lên thật sự chứ không như thứ đất bùn nhão nghẹt vùng mỏ. Tôi cảm thấy cũng khoai trí. Ôi, cái ánh nắng sáng tươi và những hàng cây xinh đẹp. Trước khi ra đi, Mattia và tôi bàn bạc nhiều về hướng đi. Bởi vì tôi đã bày cho nó biết xem bản đồ. Bây giờ nó không còn nghĩ rằng con đường dài đi bằng đôi chân từ thành phố này qua thành phố kia cũng không dài hơn con đường lần theo ngón tay trên bản đồ cân nhắc kỹ chúng tôi quyết định tạt qua Clermont chứ không đi thẳng đến Aso để về Chavanon. Đi vòng Clermont cũng không xa hơn là mấy. Lại được cái lợi là có thể biểu diễn ở những đô thị có suối tắm đương đông nhịt bệnh nhân. Lúc tôi làm việc dưới mỏ thì Mattia có gặp một anh xiếc gấu. Anh ta đang đi về nẻo suối tắm, anh ta bảo ở đó có thể kiếm tiền được. Mattia muốn kiếm tiền vì nó cho rằng một trăm rưỡi phở răng vẫn chưa đủ để tậu một con bò sữa. Càng có nhiều tiền, Bò càng tốt, bò càng tốt, má barberin càng đẹp lòng, má càng đẹp lòng chúng tôi càng hời dạ. Vậy thì, cần phải tạt qua Clermont, trên con đường paris Vassis, tôi đã bắt đầu dạy cho Mattia học, học chữ đồng thời học những điều nhập môn về nhạc lý. Từ vassis đi Clermont, tôi lại bày tiếp không biết tại tôi là một thầy giáo tồi có lẽ như thế cũng nên hay tại mattia là một cậu bé học trò kém cũng có thể như thế mà nó học chữ chậm chạp và khó khăn quá nó có cặm cụi bao nhiêu có dán mắt trên trang sách bao nhiêu cũng chỉ đọc thấy vô khối những trò kỳ quặc chứng tỏ nó giàu tưởng tượng hơn là biết ham học bởi thế mà đôi khi tôi mất bình tĩnh đập tay lên sách giận dữ hét lên rằng cái đầu nó rắn quá chừng quá đỗi không nhét chữ nghĩa vào được những lúc ấy nó không hề hơn dỗi, nó nhìn tôi với đôi mắt dịu hiền, mỉm cười mà nói, cậu nói đúng đây, cái đầu tớ chỉ mềm ra khi có người tròn lên đó. Cái thằng cha Garofoli nó cũng khá danh, nó đã tìm thấy điều ấy. Nghe nói thế thì còn giận làm sao được nữa. Tôi bật cười và hai đứa lại bày, lại học, về âm nhạc thì chúng tôi không gặp những khó khăn đó và ngay từ đầu, Mattia đã đạt những bước tiến lạ lùng, hết sức đáng chú ý, chẳng bao lâu nó hỏi tôi những điều khiến tôi ngạc nhiên làm tôi ngạc nhiên chán nó tiến lên làm tôi lúng túng và cuối cùng có nhiều lúc nó khiến tôi bí không trả lời được thú thật quả là cái điều này làm cho tôi bẽ mặt và tự ái tôi coi trọng vai trò thầy giáo của tôi và tôi cho rằng không trả lời được những câu hỏi của học trò là nhục không trả lời là trốn nhiệm vụ mà cái chú học trò của tôi đó Chú chẳng hề tiếc câu hỏi, tại sao người ta không viết nhạc theo một khóa duy nhất, tại sao khi lên giọng người ta lại dùng dấu thăng, và khi hạ giọng, người ta lại dùng dấu dáng. Tại sao nhịp đầu và nhịp cuối của một bản nhạc có lúc lại không giữ đúng số phách đều của các nhịp khác trong bản? Tại sao người ta lên dây vĩ cầm theo một số nốt nhất định mà không theo những nốt khác? Đối với câu hỏi sau này, tôi trịnh trọng trả lời rằng tôi không chuyên vĩ cầm. Tôi không hề nghiên cứu xem người ta phải lên dây cho nó thế này hoặc thế khác mattia đành chịu nhưng lối thoát ấy không thích hợp với những câu hỏi về khóa nhạc và các dấu thăng dáng đó là âm nhạc là nhạc lý tôi là thầy dạy nhạc là thầy dạy âm pháp tôi phải giải đáp nếu không thì mất uy tín tôi cảm thấy thế mà tôi thì tôi lại rất cần giữ cho được cái uy tín đó nghĩ thế cho nên khi không biết giải đáp như thế nào thì tôi tránh chớ theo lối trả lời của chú gasper tôi còn nhớ khi hỏi chú than đá là gì Chú nhiễm nhiên đáp, đó là than người ta tìm thấy ở dưới đất, 29, khi tôi không biết giải đáp như thế nào cho đúng thì tôi cũng lấy cái tư thế vững vàng kiểu ấy mà nói, cái đó là thế bởi vì phải là như thế mới được. Luật nhạc là thế đấy, Mattia vốn không phải là người hay phản kháng luật lệ, duy nó có một cách nhìn thế nào ấy, vừa nhìn, vừa dương mắt, há mồm, làm tôi chẳng vừa lòng với mình tí nào. Chúng tôi vừa đi khỏi vassis ba hôm thì nó hỏi tôi một câu hỏi đúng kiểu đó đáng lý phải trả lời mình không biết tôi ngang nhiên bảo bởi lẽ nó là như thế đó từ đó nó sinh đam chiêu và suốt ngày tôi không tài nào bắt nó trò chuyện việc này lạ vì ai chứ mattia thì bao giờ cũng ưa trò chuyện cười cợt tôi bức bách nó quá nên cuối cùng nó phải nói cậu là một ông giáo cừ tớ tin rằng không ai bày vẽ cho tớ những điều tớ đã học được như cậu nhưng nó không nói nữa thế nào nhưng thế nào nhưng có lẽ có những điều cậu không biết những người thông thái nhất cũng có những điều mà họ không biết có phải không nào chẳng hạn khi trả lời tớ cái đó là như thế bởi vì nó là như thế thì có thể có những lý lẽ mà cậu không giảng được bởi cậu không hề được nghe rằng ấy suy nghĩ như vậy cho nên tớ tự chủ rằng nếu cậu vui lòng thì chúng ta sẽ tìm mua một quyển sách ồ không mất nhiều tiền đâu một quyển sách dạy những nguyên lý về khoa âm nhạc đúng đấy có phải không tớ cũng đã nghĩ rằng chắc cậu tán thành bởi vì cậu làm thế nào mà biết hết những gì có trong sách cậu có học trong sách vở đâu một ông thầy tốt còn hơn gấp mấy lần một quyển sách hay nhất cái điều cậu vừa nói đó khiến tớ muốn bày tỏ với cậu một việc nữa nếu cậu vui lòng thì tớ tìm tới ông thầy chính cống mà học một bài một bài thôi như thế bắt buộc ông ta phải nói cho tớ biết tất cả những cái gì tớ bí tại sao cậu không tìm thầy chính tông mà học cái bài ấy trong thời gian cậu đi biểu diễn một mình tại vì hễ đã là thầy chuyên nghiệp thì họ đòi công mà tớ thì không muốn lấy tiền của cậu để trả nghe mattia nói đến thầy chính tông tôi lấy làm phật ý nhưng câu cuối cùng của nó làm tiêu tan bệnh hiếu danh ngu muội của tôi tôi nói cậu tốt quá tiền của tớ là tiền của cậu vì cậu cũng làm ra như tớ nhiều khi còn dồi đào hơn tớ nữa cậu học bao nhiêu bài cũng được tùy cậu và tớ sẽ học cùng cậu. Rồi tôi dũng cảm thú nhận sự rốt nát của tôi, như thế, về phần tớ, tớ cũng sẽ được học hỏi những điều tớ không biết. Ông thầy, ông thầy chính tông mà chúng tôi cần không phải là một nhạc công vườn mà phải là một nhạc sĩ, một nhạc sĩ lớn chỉ ở các đô thị quan trọng mới tìm thấy. Bản đồ mách cho tôi biết, từ nơi này đến Clermont, đô thị quan trọng nhất là Mende. Mende có thật là một đô thị quan trọng hay không? Tôi không rõ. Nhưng vì trên bản đồ tên đó in chữ to nên tôi mới tin như thế Chúng tôi quyết định đến Mende thì sẽ thực hiện cái khoản chi lớn cho một bài học âm nhạc Mặc dù qua các làng mạc thưa thớt và nghèo nàn trong vùng núi buồn tênh của tỉnh Loge Chúng tôi thu thập được rất ít Tôi cũng muốn nhanh chóng làm vừa lòng Mattia để nó khỏi phải mong đợi nhiều Đi hết cao nguyên mê răng khô cằn, vắng vẻ, tiêu điều Chúng tôi đến Mende Đêm đã khuya, không thể đi học nhạc ngay được và lại chúng tôi cũng đã mệt phờ đi. Tuy vậy, Mattia thấy Mende không có vẻ gì là một đô thị quan trọng như tôi nói nên nôn nóng muốn biết ở đây có một nhạc sư chính tông hay không. Vừa ăn bữa tối tôi vừa hỏi bà chủ quán xem trong thành phố có một nhạc sư nào giỏi, chuyên dạy âm nhạc hay không. Bà ta trả lời rằng bà ta hết sức ngạc nhiên về câu hỏi của chúng tôi, hóa ra chúng tôi không nghe tiếng ông Espinassus hay sao? Chúng tôi từ xa đến, tôi nói, hẳn là xa lắm từ nước italy mattia đáp nghe thế bà ta không lấy làm lạ nữa hình như bà ta thừa nhận rằng ở quá xa như vậy cho nên không nghe tiếng ông espinassus cũng phải chứ còn ở lyon hay marseille mà vô ý thức đến nỗi không hay biết gì về ông espinassus thì bà ta có mà còn nói chuyện với tôi nói với mattia bằng tiếng italy tớ tin rằng chúng mình gặp may rồi đó đôi mắt của mattia ngời lên chắc chắn là ông espinassus sẽ giải đáp dễ dàng tất cả mọi câu hỏi của nó để giải thích vì sao người ta dùng dấu dáng khi hạ giọng và dấu thăng khi lên giọng tất nhiên là ông không lúng túng đâu bỗng nhiên tôi đâm lo ngại một nhạc sĩ có danh vọng như thế có chịu dạy cho những đứa trẻ khốn khổ như chúng tôi hay không tôi hỏi ông espinassus hẳn là bận lắm ồ hẳn chứ hẳn là ông ta bận lắm ông ta không bận thế nào được theo ý bà thì ngày mai Ông ta có vui lòng tiếp chúng tôi không? Có chứ, ai ông ta cũng tiếp miễn là tiền có trong túi, đành rồi. Chúng tôi nghĩ như vậy cho nên yên lòng. Dù là mệt mỏi, trước khi ngủ, chúng tôi cũng thảo luận với nhau rất nhiều về những điều mà hôm sau chúng tôi sẽ đặt ra cho vị giáo sư lừng lẫy tiếng tâm ấy giải đáp. Hôm sau dậy, hai anh em tôi sửa sang người ngợm hết sức cẩn thận. Nghĩa là chúng tôi rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ, chỉ thế thôi, chứ còn áo quần thì vẫn nguyên những thứ mang trên người không có cách nào khác hơn rồi mattia sách vĩ cầm tôi mang thụ cầm lên đường đi tìm ông espinassus con capi định đi theo chúng tôi như lệ thường chúng tôi phải buộc nó lại trong chuồng ngựa của bà chủ quán vì mang chó đến nhà nhạc sĩ nổi tiếng thị trấn mendee có khiếm lễ người ta chỉ chỗ ở của giáo sư cho chúng tôi đến đấy chúng tôi ngỡ là nhầm vì trước cửa thấy treo lủng lẳng hai cái đĩa thợ cạo bằng đồng thau không bao giờ bảng hiệu của một nhạc sư lại như thế chúng tôi đang ngơ ngác nhìn cái bảng hiệu có vẻ là một bác phó cạo ấy, thì gặp một người qua đường. Chúng tôi hỏi ông Espinassus ở đâu, người ấy chỉ hiểu thợ cạo mà bảo, đấy, ừ, chẳng có gì là lạ, tại sao một giáo sư âm nhạc lại không ở trong một nhà bác phó cạo được. Chúng tôi bước vào, hiệu thợ cạo ngăn ra làm hai, bên phải, trên những tấm ván nhỏ, có bầy bàn trải, lược, xà phòng và những lọ sáp, mỡ, bên trái, hoặc đặt ở bàn hoặc treo trên tường có những nhạc cụ như vĩ cầm, kèn đẩy, kèn loa. Matia hỏi, chúng tôi muốn gặp ngài Espinassus, một người nhỏ bé, nhanh nhỏ và lanh lẹ như một con chim, đang cạo mặt cho bác nông dân ngồi trên ghế bành. Người ấy trả lời giọng trầm, tôi, đây, tôi đưa mắt ra hiệu bảo Matia rằng bác thợ cạo kiêm nhạc sĩ này không phải là người đáng làm thầy chúng tôi, nhờ bác ta dạy cũng bằng vứt tiền qua của sổ. Nhưng Matia lại không hiểu, không phục tùng nó ngồi vào ghế và thản nhiên hỏi cạo mặt cho ông ấy xong ông có vui lòng hớt tóc cho tôi không hẳn chứ ông bạn trẻ à tôi cạo mặt cho cả ông bạn nữa nếu ông bạn muốn cám ơn ông hôm nay tôi không cạo để bận sau vẻ mặt điềm tĩnh của mattia khiến tôi kinh ngạc nó ngầm đưa mắt bảo tôi chờ một lát rồi hãy bực mình giây phút sau ông espinassus cạo xong cho người nông dân và mang khăn đến cắt tóc cho mattia trong khi ông buộc khăn vào cổ nó nó nói thưa ông hai anh em chúng tôi vừa tranh cãi với nhau biết ông là một nhạc sĩ lừng danh chúng tôi nghĩ chắc rằng ông vui lòng chỉ giáo về vấn đề đang làm chúng tôi lúng túng nào vấn đề gì làm các anh bạn trẻ lúng túng hãy nói ta xem thử sao bây giờ tôi mới hiểu mattia muốn đi đến đâu trước hết nó muốn thử tài anh chàng thợ cạo kiêm nhạc sĩ này xem có trả lời nổi những câu hỏi của nó không trường hợp anh ta thỏa mãn nó thì tiền công hớt tóc cũng đồng thời sẽ là tiền công học nhạc không mất gì cả cái thằng bé láu cá thật mattia hỏi tại sao người ta lại lên dây vĩ cầm theo một số nốt nhất định mà không theo những nốt khác lúc ấy bác phó cạo đang sốc chiếc lược vào mớ tóc dài của mattia ngỡ bác ta sẽ trả lời bằng một câu theo kiểu của tôi tôi đã cười thầm đắc chí Bác nói, dây thứ hai bên trái vĩ cầm phải buông nốt la theo thanh mẫu bình thường. Vậy thì phải lên những dây khác như thế nào cho cách nhau từng quãng năm, nghĩa là dây thứ tư phải buông son, dây thứ ba, dê, dây, dây thứ hai, la, dây thứ nhất, mi. Cái người cười toáng lên không phải là tôi mà lại là Mattia. Nó chế nhạo bộ mặt của tôi chăng? Hay nó chỉ vui thích vì được biết cái mà nó muốn biết? Dẫu sao, nó cũng cười oang oang. Tóc chưa cắt hết thì Mattia cũng chưa hết hỏi. Hỏi gì? Ông thợ cạo cũng giải đáp một cách dễ dàng và chắc chắn như giải đáp câu hỏi về vĩ cầm. Trả lời xong, chính ông lại hỏi, "Và chẳng mấy chốc, ông ta biết rõ chúng tôi tìm tới ông với ý định gì." Ông cười khanh khách nói, "Những chú nhóc này khá, khá lắm. Các chú đến là ngộ, thế rồi ông muốn Mattia chơi cho ông nghe một bài." Rõ ràng là Mattia ngộ hơn tôi nhiều. Nó mạnh dạn cầm cây vĩ cầm của nó lên, kéo một bài van sơ. Mày không biết lấy một nốt quèn âm nhạc mà thế đấy. Ông thợ cạo reo lên như thế và vỗ tay. Ông gọi Mattia là mày, như đã thân với nó từ lâu lắm rồi. Tôi đã nói có nhiều loại nhạc cụ đặt trên bàn hoặc treo trên vách. Xong bản vĩ cầm, Mattia với chiếc kèn clarinet và nói tôi cũng biết chơi clarinet và cả kèn đẩy nữa. Ừ thì chơi đi thử xem espinassus nói mỗi nhạc cụ mattia chơi một bài cái chú danh này là một kỳ tài espinassus thét lớn nếu chú mình bằng lòng ở lại đây với ta ta sẽ đào tạo chú mình thành một nhạc sĩ vĩ đại buổi sớm chú cạo dâu cho khách hàng cùng với ta rồi thì cả ngày có bao nhiêu thì giờ ta sẽ vẽ cho chú học đừng có tưởng rằng ta không có đủ tài năng dạy bảo cho chú vì ta là thợ cạo không đâu cứ phải ăn uống phải ngủ phải sống, cho nên phải cầm con dao cạo. Jasmine, 30, cũng cạo dâu cắt tóc cho người ta đấy. Nhưng Jasmine vẫn là đệ nhất thi sĩ của nước Pháp. Thành Asian có Jasmine, thành Mende có Espinassus. Khi nghe mấy lời cuối của người thợ cạo, tôi nhìn Mattia. Nó trả lời sao đây? Tôi sắp mất người bạn thân, người đồng nghiệp, người anh em, cũng như tôi đã lần lượt mất những người thân trước chăng. Tìm tôi đau quặn, tùy thế tôi không buông mình để cho thứ tình cảm ấy lôi cuốn tình huống mattia có phần giống tình huống tôi khi bà milligan nói với cụ vitalis xin cho tôi ở lại tôi nói giọng cảm động cậu hãy nên nghĩ đến tương lai của cậu thôi mattia nhưng mattia đã bước nhanh lại phía tôi cầm tay tôi mà nói xa bạn tôi sao không đời nào tôi làm thế thưa ông tôi cảm ơn ông Ông Espinassus nài nỉ bảo rằng khi Mattia đã học qua bước đầu rồi thì sẽ tìm cách gửi nó đi học ở Tulu, xong sẽ cho đi Paris để vào nhạc viện. Nhưng Mattia cứ khăng khăng đã, không bao giờ tôi rời bỏ Remy, đã thế thì ta cũng phải làm một cái gì có ích cho chú mới được. Chú nhóc ạ, à, ta muốn tặng chủ một quyển sách để chú học những gì chú không biết. Thế là ông Lục tìm các ngăn kéo, Lục một lúc khá lâu, ông mới tìm được cái quyển sách mang nhan đề, nhạc lý. Sách cũ, sờn gáy, nhỏ nát cả. Nhưng hề gì, ông cầm bút, lật trang đầu viết tặng chú bé, sau này trở nên nghệ sĩ, sẽ nhớ đến anh thợ cạo thành Mende. Tôi không biết ở Mende còn có giáo sư âm nhạc nào ngoài ông thợ cạo Espinassus hay không, nhưng vị giáo sư mà tôi biết là ông ấy, và cả Mattia lẫn tôi không bao giờ quên ông. chương 8, con bò của hoàng tử, đến Mende, tôi đã yêu quý Mattia lắm rồi nhưng từ Mende ra đi tôi càng yêu quý nó hơn nữa còn gì sung sướng hơn còn gì êm dịu hơn trong tình bạn khi cảm thấy chắc chắn rằng người mình yêu quý lại cũng rất yêu quý mình và còn bằng chứng nào rõ ràng hơn để biết là mattia yêu quý tôi bằng cái việc nó đã từ chối đề nghị của ông espinassus nghĩa là từ chối sự yên tĩnh cuộc sống đầy đủ học vấn cho lúc này và giàu sang cho mai sau để chia sẻ với tôi cuộc sống lang thang và bấp bênh không tương lai và cũng có thể không có cả ngày mai nữa. Trước mặt ông Espinassus, tôi không thể để lộ xúc cảm của mình khi nghe nó kêu lên, xa bạn tôi sao, nhưng khi chúng tôi đã ra ngoài đường, tôi nắm chặt tay nó mà nói, mày nhớ nhá, chúng ta cùng sống cùng chết với nhau đây nhá. Nó mỉm cười và mở to mắt nhìn tôi, trả lời, tớ biết điều đó từ trước rồi. Mattia lâu nay không ham đọc sách mấy, thế mà khi được đọc quyền, nhạc lý của Kuhn thì nó tiến nhanh một cách phi thường. Khốn thay, tôi không bao giờ chỉ bảo cho nó được như chúng tôi mong muốn. Chúng tôi phải đi liên miên từ sớm đến tối trải qua những chặng đường dài để vượt qua khỏi mấy tỉnh Loge và Ovep Nhơ cho nhanh chóng, vì những nơi này không quen niềm nở đối với bọn đàn hát dòng chúng tôi được đào tạo ở trường của Garofoli, chỉ lo khai thác cho hết mức lòng thương người của kẻ khác nó đã nhập tâm tất cả những mánh khóe của cái nghệ thuật vô cùng khó khăn là kích động lòng nhân từ hoặc thiện cảm của mọi người ngay từ lần thứ nhất gặp nó trên gác xếp phố lossi tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe nó giải thích những lý do khiến khách qua đường phải thò tay vào túi bây giờ tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy nó bắt tay vào việc chỉ đến các thành phố dưỡng bệnh mattia mới trổ hết tài năng của nó ra trổ tài trước những người paris cái công chúng quen thuộc từ trước của nó mà giờ đây gặp lại. Chẳng hạn khi thấy một thiếu phụ mặc đồ tang đi đến, thì Mattia bảo tôi, chú ý nhé. Phải đánh những điệu sầu, phải cố gắng làm cho bà ta cảm động nghĩ đến người đã khuất. Nếu bà ta khóc thì ăn tiền và thế là chúng tôi đánh những điệu u hoài, khoan thai, thống thiết, não ruột, nghe như xé ruột xé lòng. Trong những nơi người ta đi dạo mát quanh vùng mông đo, có những chỗ người ta gọi là phòng khách đó là những lùm cây trồng dược bóng mát, mấy người bệnh đi tắm suối thường ra đó nghỉ ngơi đôi chút ngoài trời. Mattia tìm hiểu những thính giả trong những phòng khách đó và dựa theo nhận xét của nó, chúng tôi xếp đặt chương trình. Khi thấy một người bệnh xanh sao vàng vọt ngồi tư lự trên ghế tựa, mắt mờ má hóp, chúng tôi không đường đột đến trước mặt họ, khiến họ phải rời bỏ những tư tưởng u buồn. Chúng tôi dừng lại ở xa, đánh đàn như để cho tự mình nghe thôi và hết sức chăm chú vào việc đó chúng tôi liếc mắt trông trộm người bệnh nếu anh ta nhìn chúng tôi một cách bực bội thì chúng tôi cuốn gói nếu ngược lại anh ta có vẻ thích thú thì chúng tôi nhích lại gần và capi có thể mạnh dạn đưa âu xin tiền mà không sợ bị mấy cái đá tống đi nhưng phải nói rằng với trẻ con thì mattia đạt kết quả tốt đẹp nhất cái cung vĩ cầm của mattia chọc cho những đôi chân trẻ nhảy nhót nụ cười của mattia khiến lũ trẻ nô cười cả những khi chúng bực bội nó làm cách nào mà được vậy? Tôi không biết, nhưng hai năm rõ người như thế. Người ta ưa thích nó, người ta mến nó. Kết quả chúng tôi thu được thật là mỹ mãn, trong một thời gian ngắn, trừ chi phí xong, chúng tôi có 68 phở răng. 68 phở răng cộng với 146 sẵn có trong quỹ, vị chi 214. Thế là chúng tôi lên đường đi Chavanen được rồi, không phải chờ đợi gì nữa. Trên đường đi, chúng tôi sẽ ghé lại Asso ở đó có phiên chợ gia súc to, theo như người ta nói. Phiên chợ gia súc ấy chính là cây chúng tôi cần. Ở đây chúng tôi sẽ tậu được con bò sữa hoai vệ, vì nó mà lâu nay chúng tôi luôn mồm bàn tán và thắt lưng buộc bụng không nề hà. Tới nay, chúng tôi chỉ mới hưởng cây thú mơn trớn một ước ao và tô vẽ cho nó tốt đẹp theo trí tưởng tượng của mình. Mattia thì ước một con bò trắng, tôi thì ước một con bò màu hung, tưởng nhớ con rô tội nghiệp của chúng tôi xưa kia con bò sẽ rất hiền lành sẽ có lắm sữa tất cả những cái ấy quả là rực rỡ mê ly bây giờ thì phải thực hiện cái ước mơ ấy và cái khó bắt đầu từ đây làm thế nào chọn được một con bò cái chắc chắn có những đức tính mà chúng tôi hằng mơ ước cái này quả là trọng đại và trách nhiệm của người mua bò nặng nề làm sao tôi không biết một con bò sữa tốt có những dấu hiệu gì lông xoáy ra sao mattia thì cũng mù tịt như tôi Chúng tôi càng lo tợn vì có nghe nhiều chuyện lạ lùng trong các quán trọ, từ khi ôm cái mộng mua bò. Quả vậy, nói lái bò, lái ngựa cũng tức là nói bợm bãi, ba que. Bao nhiêu những chuyện lừa đảo, sò lá của bọn đó lờn vờn trong đầu óc chúng tôi, làm chúng tôi khiếp sợ. Một bác nông dân đến phiên chợ mua một con bò sữa có cái đuôi đẹp nhất tự cổ trí kim, có cái đuôi như thế, nó có thể đuổi rồi, mũi đến tận chóp mũi, ai cũng biết như thế là lợi lắm bác mua được con bò khác thường đó với giá phải chăng nên hí hửng dắt bò về. Sáng hôm sau bác ra thăm bò thì thấy con bò không có đuôi nữa, cái đuôi hiên ngang hôm trước chỉ là một cái đuôi giả, một túng lông dán vào cái đuôi cụt của con bò. Một bác nông dân khác mua phải một con bò sừng giả. Một bác nữa khi định vắt sữa con bò mới tẩu thì thấy vú nó bị bơm lên chứ thực ra vú ấy thì mỗi ngày đêm chỉ tiết ra hai cốc là hết nhẵn. Phải làm sao tránh những cái suối quẩy ấy? về khoản đuôi giả thì Mattia không ngại, nó sẽ đánh đu lên đuôi của tất cả những con bò mà chúng tôi định mua và nhún hết sức, để nếu là đuôi rán thì sẽ rơi ra. Còn vú bơm thì cũng có cách trị, hiệu nghiệm không kém. Nó sẽ dùng chiếc đanh ghim dài, to và châm vào vú bò xem sao. Cách thử ấy thì bách phát bách trúng nếu quả có đuôi giả và vú bơm hơi. Nhưng nếu là đuôi thật thì cũng dè chừng người kéo đuôi bò ăn phải một cú đá ra trò vào bụng, vào đầu chứ và khi bị kim châm vào thịt, e nó cũng làm thế chứ không chơi. Nghĩ đến việc có thể ăn một cây đá của bò thì đầu óc Mattia cũng nguôi đi phần nào, cho nên chúng tôi lại cứ băn khoăn, lo lắng. Nếu mang biếu má Barberin một con bò không có sữa hoặc không có sừng thì sẽ buồn biết bao nhiêu. Trong những câu chuyện chúng tôi được nghe, có một chuyện trong đó một viên thú y đã chơi cho tên lái bò một vố đau điếng. Ví chúng tôi nhờ một viên thú y giúp cái đó hẳn là mất tiền mà yên bụng biết bao nhiêu. Luẩn quẩn mãi cuối cùng chúng tôi nhất định giải quyết theo cách đó. Cân nhắc mọi mặt thì thấy đó là cách khôn ngoan nhất, vì thế chúng tôi vui vẻ đi. Đường từ mông đo đến A Sô không xa, chúng tôi đi hai hôm đã tới, mà khi tới trời hãy còn sớm nữa là khác. Đến A thì cũng như là đến quê tôi, tại đây tôi đã ra mắt công chúng lần đầu trong vở kịch, kẻ đần độn nhất không phải là kẻ mà người ta tưởng. Và cũng tại Asol này, Cụ Vitalis đã mua cho tôi đôi giày đầu tiên trong đời, đôi giày đinh đã làm tôi khôn xiết sung sướng. Tội nghiệp con Joliker, nó không còn đây với bộ quân phục tướng anh màu đỏ. Và con Zebino, con Donche đáng yêu cũng vắng mặt. Cụ Vitalis đáng thương, tôi đã mất cụ rồi. Tôi không còn nhìn thấy cụ đi vào thị trấn, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn, đi đều bước và thổi một điệu van sơ véo von trên ông sáo trong số 6 nhân vật lúc bấy giờ, hiện nay chỉ còn hai Capi và tôi, sống sót trên đời. Những kỷ niệm làm tôi ủ ruột, tôi có muốn thế đâu, nhưng sao cứ mường tượng sắp thấy cái mũ giả của cụ Vitalis hiện ra ở đầu phố và sắp nghe tiếng gọi lên đường đã bao lần thúc giục bên tai. Cái hiệu bán quần áo hồi trước cụ Vitalis dẫn tôi đến sắm bộ quần áo nghệ sĩ, may mắn đã xua đuổi giúp tôi những ý nghĩ u ám. Nó vẫn như hồi tôi đặt chân lên bực tam cấp trơn tuột của nó trước cửa vẫn lùm lẳng chiếc áo đính đầy quân hiệu mà tôi đã mê mẩn ngắm nghía mãi, và bên trong chiếc đồng hồ vẫn là những khẩu súng cũ ngày ấy cùng với chiếc đèn cũ ngày ấy. Tôi cũng muốn giới thiệu cái bãi rộng ở đó tôi bắt đầu bước chân vào nghề trong vai người hầu của ngài Jolico, tức là, kẻ đần độn nhất. Capi đã nhận ra và phe phẩy đuôi, chúng tôi ghé vào cái quán cụ Vitalis và tôi chọn ngày xưa. Cởi bỏ hành lý và nhạc cụ ra, rồi tìm tới một ông thú y, khi nghe chúng tôi trình bày xong, ông cười chế nhạo và nói, trong vùng này không có bò thông thái, 31, đâu? Không, chúng cháu không tìm bò biết diễn trò, chúng cháu cần một con bò tốt sữa. Và có đuôi thật, Mattia nói thêm như thế vì câu chuyện đuôi giả ám ảnh nó. Thưa ông thú y, tóm lại, chúng cháu đến nhờ ông đem sự hiểu biết của ông giúp chúng cháu khỏi bị cánh lái bò lừa gạt. Khi nói câu ấy, Tôi cố bắt chước cái vẻ trang trọng của cụ Vitalis khi cụ muốn thuyết phục người khác. Ông thú y nói, nhưng các em tậu bò làm gì kia? Tôi nói vắn tắt mục đích mua bò của tôi. Các em là những đứa trẻ ngoan. Ông nói, sớm ngày mai, ta sẽ đi với các em đến chợ phiên, và ta hứa rằng con bò sữa ta chọn cho các em sẽ không mang đuôi già. Cũng không có sừng già, Mattia hỏi, vú sữa cũng không bị bơm lên, con bò đó sẽ là con bò đẹp và tốt, nhưng muốn mua phải có tiền trả tôi không đáp chỉ mở chiếc khăn tay gói vốn liếng của chúng tôi tốt lắm sáng mai bây giờ các em lại đón ta thưa ông thú y thế còn công ông cháu phải trả hầu ông bao nhiêu không phải trả gì hết đời nào ta lại lấy tiền của những đứa bé ngoan như các em tôi chẳng biết làm thế nào để tỏ lòng biết ơn đối với con người hào hiệp đó nhưng mattia nảy ra một sáng kiến nó hỏi thưa ông ông có thích âm nhạc không ạ à? thích lắm em ạ à và ông ngủ sớm chứ, nó hỏi như cóc nhảy, nhưng ông thú y vẫn vui lòng trả lời. Khi đồng hồ đánh 9 giờ, cảm ơn ông, thế đến mai, 7 giờ, chúng cháu lại, tôi đã hiểu ý Mattia. Tôi hỏi, mày muốn hiên ông thú y một buổi hợp tấu, đúng thế, một buổi dạ tấu khi ông ấy đi ngủ, người ta làm thế đối với người mà người ta yêu quý. Ý của mày hay đấy, ta hãy trở về quán trọ lo tập duyệt những bản tấu sắp tới dạo nhạc cho công chúng nghe để lấy tiền thì có sơ suất một chút cũng chả sao. Đằng này đánh đàn để đền ơn người ta thì phải cố gắng hết sức mình. 7 giờ kém vài phút thì chúng tôi đến trước nhà ông thú y, Mattia mang vĩ cầm, tôi mang thụ cầm. Đường phố tối tăm vì người ta không đốt đèn đường, để chờ 9 giờ đã có sáng trăng. Các hiệu buôn đều đóng cửa, người đi lại thưa thớt. Đến 9 giờ khi đồng hồ bắt đầu buông tiếng chuông thứ nhất thì chúng tôi cũng bắt đầu hợp tống. Trong đường phố chật hẹp vắng vẻ ấy tiếng đàn chúng tôi vang lên như ở trong gian phòng ấm tiếng nhất. Các cửa sổ đều mở, và những cái đầu nhô ra, những cái đầu đội mũ chụp đêm hoặc trùm khăn, người ta ngạc nhiên, gọi nhau ý ới từ cửa này qua cửa nọ. Ông bạn thú y của chúng tôi ở một nhà có cái phòng con xinh xắn nhô ra ở góc nhà. Cửa sổ phòng ấy mở, ông thò đầu ra xem ai đánh đàn. Hẳn ông nhận ra chúng tôi và hiểu dụng ý của chúng tôi vì thấy ông khoát tay bảo chúng tôi đừng đánh đàn nữa. Ông nói, ta đi mở ợt cho các em đây. Các em vào vườn mà đánh, ngay sau đó, cổng vườn mở ra đón chúng tôi. Ông thú y bắt chặt tay hai đứa chúng tôi và nói, các em là những chú bé tốt, nhưng các em dại lắm. Các em không để ý rằng các em có thể bị cảnh sát bắt vì tội làm náo động đường phố ban đêm. Chúng tôi lại bắt đầu cuộc hợp tấu trong vườn. Vườn không rộng nhưng rất xinh trong vườn có một vỏ cua, 32, mái phủ đầy dây leo. Ông thú y có vợ và đông con, cho nên trong chốc lát chúng tôi cũng có cả một công chúng thính giả. Người ta thắp nến dưới vỏ cua và chúng tôi đánh đàn đến gần 10 giờ. Hễ xong một bản thì công chúng vỗ tay và yêu cầu đánh cho bản nữa. Giá như ông thú y không bắt buộc chúng tôi về thì có dễ, theo yêu cầu của lũ nhỏ, chúng tôi sẽ đánh đàn đến quá nửa đêm. Ông ta bảo, phải để cho các anh ấy đi ngủ với chứ. Sáng mai, các anh ấy cần đến đây lúc 7 giờ mà. Tuy nói vậy, ông vẫn giữ chúng tôi lại ăn khuya chứ không cho về ngay. Bữa bánh khuya ấy rất thú vị. Để tạ ơn, Capi diễn vài tiết mục ngộ nghĩnh nhất của nó, làm cho lũ trẻ nhỏ hết sức vui thích. Khi chúng tôi ra về thì đã gần nửa đêm, thị trấn Asso ban đêm yên tĩnh là thế mà sáng hôm sau thì náo nhiệt lạ thường trời chưa sáng đã nghe tiếng xe tải lăn liên miên trên đường xen lẫn với tiếng ngựa hí tiếng bỏ giống tiếng cừu be và tiếng la hét của các bác nông dân đi chợ khi chúng tôi xuống sân quán trọ thì thấy ở đây chật ních những xe tải vướng vào nhau chằng chịt các bác nông dân diện quần áo ngày lễ từ trên mấy chiếc xe ngựa mới đến nhảy xuống rồi họ ôm xốc vợ đặt xuống đất xong ai cũng co tay duỗi chân cho đỡ mỏi các chị phụ nữ thì vuốt lại váy cho khỏi nhỏ nát vì mới 6 giờ thôi, nên chúng tôi muốn đi duyệt qua các con bò sữa một lượt để thử chọn trước. Ôi chao, những con bò đẹp làm sao? Đủ mọi màu lông, đủ mọi vóc dáng, con béo, con gầy, con kèm bê, con kéo lê thê những chiếc vú dài mọng sữa. Trong chợ cũng có ngựa nữa, ngựa được hí ran, ngựa cây liếm lông cho con, lại còn lợn, lợn béo khuét hốc dưới đất mà nằm, lợn con kêu như bị lột da sống, rồi cừu, gà ngỗng, nhưng cần quái gì những thứ ấy. Chúng tôi chỉ mê bò mà thôi, lũ bò nhầm mắt nhìn chúng tôi, quan sát chúng tôi và bình thản đưa đẩy hàm dưới một cách chậm chạp để nhai lại bữa ăn đêm qua. Chúng không hề ngờ rồi đây chúng có thể không còn được ăn mọn cỏ ở làng quê. Đi dạo xem nửa giờ, chúng tôi đã tìm ra 17 con hoàn toàn vừa ý. Con thì vì đức tính này, con thì vì đức tính khác, ba con vì lông màu hung, hai con vì lông trắng, cái chuyện màu lông hung màu lông trắng này dĩ nhiên đã làm mattia và tôi tranh cãi với nhau lần nữa bảy giờ chúng tôi đến đón ông thú y đang chờ chúng tôi ở nhà rồi cùng đi với ông đến chợ đi đường chúng tôi lại một lần nữa trình bày cho ông rõ chúng tôi cần mua con bò có những đức tính gì những đức tính ấy tóm tắt trong mấy chữ tiết sữa nhiều ăn ít mattia chỉ một con bò trắng con này chắc tốt tôi thấy con này hơn tôi chỉ con màu hung mà nói thế Ông thú y hòa giải chúng tôi bằng cách không dừng lại ở con nào trong hai con đó cả. Ông đi thẳng đến một con thứ ba, một con bò cái nhỏ, chân mảnh khảnh, tai và má nâu đen, mắt viền đen, mõm viền trắng. Ông nói đây là một con bò sữa thuộc giống sứ Ruet, đúng loại các em cần. Một nông dân gầy còm nắm dây thừng giữ bò. Ông thú y hỏi người đó bán giá bao nhiêu, 300 phở răng, con bò nhỏ vóc, thanh mảnh, nhanh nhẹn, linh lợi ấy đã chinh phục chúng tôi rồi. Nhưng nghe đến giá thì tay chúng tôi buông xuôi. Những 300 phở răng thì chúng tôi mua làm sao nổi. Tôi ra hiệu cho ông thú y đi xem con khác. Ông ra hiệu cho tôi bảo phải kiên trì. Ông trao đổi giá cả với người nông dân. Ông trả 150 phở răng. Bác nông dân bớt đi 10 phở răng. Ông thú y giả lên trăm bảy. Bác nông dân hạ xuống hai trăm tám. Sự việc diễn ra lúc ban đầu như vậy đã đem lại cho chúng tôi nhiều hy vọng. Nhưng đến đây thì nó xoay chiều đáng lẽ trả thêm thì ông thú y dừng lại, bắt đầu xem xét kỹ con bò, chân nó yếu quá, cổ thì quá ngắn, sừng lại quá dài, ngực lép, vú không ngờ. Bác nông dân bảo vì chúng tôi thông thạo như vậy cho nên bác vui lòng bán với giá 250 phở răng để cho con bò về tay những ông chủ biết chăm sóc. Bấy giờ Mattia và tôi đâm hoảng, tưởng con bò xấu thật. Tôi nói, thưa ông, chúng ta đi xem con khác nghe thế bác nông dân miễn cưỡng hạ cho một chục nữa bớt lần bớt hồi cuối cùng bác hạ giá xuống còn hai trăm mười và nhất định giữ giá đó ông thú y cũng đã huých khuỷu tay ra hiệu cho chúng tôi biết rằng cái chuyện ông nói đó là chuyện vớ vẩn thật ra con bò ấy không phải là bò xấu trái lại đó là một con bò rất tốt tuy thế hai trăm mười phở răng vẫn là một số tiền khá lớn đối với chúng tôi lúc này mattia vòng ra sau con bò dứt của nó một cái lông đuôi dài và bị nó đá cho một cái. điều này khiến tôi hết do dự. thôi, hai trăm mốt thì hai trăm mốt vậy và tôi chia tay ra để cầm lấy dây thừng buộc bò. nhưng người chủ bò không trao cho tôi. bác ta nói thế còn cái món tiền kim băng cặp tóc của bà xã nhà tôi. thế là lại phải mặc cả và cuối cùng phải thỏa thuận đưa thêm hai mươi xu về khoản kim băng cặp tóc. chúng tôi chỉ còn có ba phở răng. tôi chia tay ra. Bác nông dân nắm lấy tay tôi bắt thật chặt như bạn trí thân. Đúng là bạn trí thân, và đã là bạn trí thân thì tôi không được quên cốc rượu nho cho cô con gái bác. Rượu nho của cô con gái sen đứt người xu, lần thứ ba, tôi định cầm thừng, nhưng ông bạn lái bò của tôi ngăn lại. Thế anh bạn có đem theo vòng cổ bò không đấy? Tôi bán bò nhưng có bán vòng cổ đâu. Tuy vậy, vì đã là bạn thân, bác ta cũng phải vui lòng nhường lại cái vòng cổ bò cho tôi lấy 30 xu, chẳng đắt đâu. Tất nhiên phải có vòng cổ để buộc dây dắt bò, tôi đành xỉa ra 30 xu, nhầm tính cũng còn được 20 xu. Thế là tôi đếm đủ 213 phở răng và lần thứ tư tôi chia tay ra. Bác ta hỏi, thế thì dây thừng của anh bạn đâu nhỉ? Tôi nhường vòng cổ, nhưng tôi đã bán dây thừng cho anh đâu. Phải trả 20 xu nữa để lấy dây thừng, 20 xu vét túi. Trả tiền đủ, chúng tôi mới được nhận con bò với đủ lệ bộ vòng cổ, dây thừng. Chúng tôi có một con bò sữa, nhưng không có lấy một xu dính túi, một đồng xu để nuôi nó và để nuôi sống cả chúng tôi. Mattia bảo, chúng ta lại biểu diễn, các quán nước rất đông khách, mỗi đứa một ngà, chúng ta sẽ biểu diễn được ở khắp các quán và chiều nay chắc sẽ thu được khá đấy. Sau khi dắt bò vào chuồng ở quán trọ và buộc cẩn thận ba bốn nút thừng, chúng tôi mỗi đứa đi biểu diễn một ngà. Chiều về gom tiền lại, Mattia được bốn phở răng 50 sang tam còn tôi được 3 phở răng. Với 7 phở răng 10 xu chúng tôi lại giàu rồi. Tuy vậy, thu được 7 phở răng 10 xu ấy, niềm vui của tôi xem ra rất nhỏ nhoi bên cạnh niềm vui đã tiêu xài 214 phở răng kia. Về quán trọ, chúng tôi năn nỉ chị bếp phát hộ sữa bò và chúng tôi đem ăn bữa sáng. Chưa bao giờ chúng tôi được uống thư sữa ngon như vậy. Mattia tuyên bố rằng sữa nó ngọt lịm như đường và thơm mùi hoa cam, giống như thứ sữa nó uống ở bệnh viện nhưng ngon hơn nhiều. Trong cơn hào hứng, chúng tôi ôm con bò, hôn cái mõm đen của nó. Có lẽ nó cũng cảm động vì sự vuốt ve đó nên thẻ cây lưỡi nhám xỉ liếm mặt chúng tôi. Matia phấn khởi reo lên, nó hôn đó, mày biết không, muốn biết khi hôn con bò và được nó hôn lại. Chúng tôi sung sướng ngần nào thì xin các bạn nhớ rằng hai chúng tôi không phải là những đứa được vuốt ve hôn hít quá nhiều. Chúng tôi khác với những đứa con cưng chúng phải chống đỡ sự vuốt ve mơn trớn của mẹ, còn chúng tôi thì thèm khát được mơn trớn, vuốt ve. Hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm và lên đường đi Chavanan ngay. Để đền ơn Mattia, bởi vì không có nó chắc không đời nào tôi kiếm được món tiền cách xù trên 200 phở răng ấy, tôi nhường cho nó cây thú dắt bò. Được nắm dây dắt con bò đi, Mattia khoái lắm, còn tôi thì lẹo đẽo theo sau. Ra khỏi thị trấn, tôi mới đi lên ngang hàng với nó để chuyện trò với nhau như thường lệ, nhất là để nhìn con bò từ phía trước. Tôi chưa bao giờ thấy con bò nào đẹp như thế. Quả vậy, dáng dấp của nó toát lên trang nhã, nó bước đi nhún nhảy, chậm rãi, đồng đỉnh như một con vật tự biết giá trị của mình. Bây giờ thì mỗi lúc chẳng còn phải giờ bản đồ tìm đường như hồi mới từ Paris ra đi. Tôi biết rõ mình sẽ đi đâu và mặc dù từ khi qua chốn này với cụ Vitalis đến nay đã nhiều năm rồi, tôi vẫn nhận ra những đặc điểm giải rác trên đường. Để cho con bò cái đỡ mệt Nhưng cũng đừng có đến Chavanen quá muộn Tôi quyết định sẽ ngủ lại ở cái làng trước kia Tôi đã chọn đêm đầu tiên trong cuộc đời giang hồ với cụ Vitalis Cái đêm ấy, trong đệm cỏ Con Capi tốt bụng hiểu được nỗi buồn của tôi Đã đến nằm bên cạnh tôi và đặt chân nó vào lòng bàn tay tôi Để tỏ cho tôi biết rằng nó sẽ là bạn thân thiết của tôi Tảng sáng hôm sau, chúng tôi sẽ lên đường về nhà má Barberin cho được sớm nhưng số mệnh cho tới nay vẫn phù hộ chúng tôi bỗng chở cháo và đảo lộn tất cả những sự sắp đặt ấy. Chúng tôi quyết định đi mỗi ngày hai đợt, giữa hai đợt nghỉ để ăn trưa, trước hết là cho bỏ ăn. Thức ăn của nó là cỏ ở bờ rào hai bên đường. Hôm đó vào khoảng 10 giờ sáng, gặp nơi có cỏ dày, xanh mướt, chúng tôi cởi bỏ sắc và dắt bỏ xuống vệ đường. Thoạt đầu, tôi nắm dây thường giữ nó, nhưng được dây lát, thấy nó hiền lành bình tĩnh, chỉ chăm gặm cỏ, tôi quấn dây lên sừng nó và ngồi xuống bên cạnh để ăn bánh. Dĩ nhiên là chúng tôi ăn xong trước nó nhiều, thế là chúng tôi ngồi ngắm nó say sưa, ngắm khá lâu, rồi không có chuyện gì để làm nữa, chúng tôi rủ nhau chơi bi. Đừng tưởng chúng tôi là hai ông cụ non khắc khổ, nghiêm nghị, chỉ biết kiếm tiền. Cuộc sống của chúng tôi không giống cuộc sống của những đứa trẻ khác cùng tuổi, quả có vậy, nhưng chúng tôi cũng có những sở thích, những ý nghĩ của lứa tuổi chúng tôi nghĩa là chúng tôi thích những trò chơi của trẻ con và không ngày nào là chúng tôi không chơi bi chơi bóng hoặc nhảy cừu một lần không cần duyên cớ gì hết đột ngột mattia rủ chơi chứ thế là trở tay một cái chúng tôi cởi bỏ hết đàn sắc và nhào ra chơi ở giữa đường nhiều khi chúng tôi mải mê suýt tối mất nếu không có cái đồng hồ nhắc nhở giờ giấc nó nhắc cho tôi nhớ rằng tôi là chủ gánh cần phải làm việc phải kiếm tiền để sinh sống thế là tôi lại quàng quay đàn lên cái vai đau tấy và lên đường chúng tôi chơi xong mà con bò vẫn chưa ăn xong khi thấy chúng tôi nó lại ngoạm những miếng cỏ lớn dường như để bảo rằng nó còn đói mattia nói hắn đợi tí đã mày không biết rằng giống bò ăn suốt ngày ư tí thôi mà chúng tôi vừa đợi vừa quàng đàn sắp lên vai mattia chẳng bao giờ chịu đứng yên nó nói hay là tớ thổi cho nó nghe một bài kèn ngăn ngắn nhỉ gánh xiếc ga sô có một con bò cái ưa âm nhạc lắm thế là không một hai gì nữa mattia thổi ngay một khúc kèn diễu binh thoạt nghe những tiếng kèn con bò nghiền cổ rồi bất thình lình nó vụt chạy khiến tôi không kịp chộp lấy dây thừng ở cổ nó tức khắc chúng tôi phóng theo vừa phi nước đại vừa gọi tôi thét bảo con capi chặn nó lại nhưng làm sao đòi hỏi capi đủ mọi tai giá là chó của người chăn nuôi thì hẳn nó đã nhảy tới đón đầu con bò lại. Nhưng Capi chỉ là con chó thông thái, nó cứ chạy sau cắn theo chân con bò. Dĩ nhiên là cái ấy không làm cho con bò dừng lại, ngược thế, bò càng vọt mạnh. Tôi vừa đuổi theo bò vừa mắng Matia, thằng mốc này, nó cũng vừa chạy vừa hồn hền, rồi mày cứ việc choàng. Đáng đời lắm, chỗ chúng tôi dừng lại ăn trưa ở cách hai cây số một cây làng lớn trên đường cái bấy giờ con bò nhầm hướng làng ấy mà chạy và nó vào làng trước chúng tôi vì đường thẳng cho nên dù còn xa chúng tôi vẫn thấy có nhiều người chặn nó và bắt nó thế là chúng tôi chạy chậm lại con bò sữa của chúng tôi không mất được chỉ cần hỏi những người dân lành đã bắt nó khắc họ trả lại chúng tôi càng đến gần thì số người vây quanh con bò càng đông thêm lên cho đến khi chúng tôi tới bên cạnh nó thì đã có vài chục đàn ông đàn bà trẻ con vừa bàn tán vừa nhìn chúng tôi đi đến. Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần hỏi xin con bò lại là xong cả. Không ngờ họ không giao bò mà còn vây quanh chúng tôi hỏi hết câu này đến câu khác, nào là chúng tôi từ đâu đến, nào là chúng tôi tậu con bò đó ở đâu. Chúng tôi trả lời dễ dàng, đơn giản, nhưng họ không tin và có vài ba người lên tiếng bảo rằng chúng tôi đã bắt trộm con bò sống đó, phải bỏ tù chúng tôi cho đến khi điều tra rõ trắng đen. Hai tiếng, bỏ tù, làm tôi kinh hoàng quá đâm cuống ra và thế là hỏng bét. Tôi tái mặt, tôi ăn nói lắp bắp, vừa chạy một thôi xong, đang thở dốc, tôi không thể tự bảo chữa được. Giữa lúc ấy thì một viên cảnh sát tới, người ta kể vắn tắt sự việc lại cho ông ta nghe. Thấy câu chuyện mập mờ khả nghi, ông ta tuyên bố giữ con bò và giam chúng tôi lại, sau sẽ hay. Tôi muốn phản kháng, Mattia định trình bày, nhưng viên cảnh sát khắc nghiệt bảo chúng tôi im mồm. Tôi sực nhớ cái việc xảy ra giữa cụ Vitalis với tên cảnh sát thành Tulu nên tôi bảo Mattia im đi và đi theo ông ta. Toàn xã hộ tống chúng tôi cho đến tòa xã trường, ở đó có nhà giam. Người ta vây bọc chúng tôi, ấy chúng tôi, xô đẩy chúng tôi, mắng chửi chúng tôi. Giá không có người cảnh sát bênh vực thì chắc hẳn người ta đã ném đá chúng tôi như những tên trọng phạm, những tên giết người, những tên đốt nhà. Lúc mới tới nhà giam, tôi có chút ít hy vọng viên gác trụ sở xã kiêm cai ngục và tuần phiên không chịu nhận chúng tôi tôi tự nhủ anh chàng này là người tốt nhưng viên cảnh sát nài nỉ nên viên cai ngục nhượng bộ bước lên trước chúng tôi ông ta mở một cánh cửa khóa ngoài có ổ khóa to và hai chốt bấy giờ tôi mới hiểu vì sao lúc đầu ông ta không chịu nhận tù thì ra ông ta đã bày những củ hành để giành lại của ông ta lên sàn ván phòng giam để hong cho khô người ta lục soát chúng tôi người ta thu tiền bạc giao diêm, trong khi viên cai ngục dồn hành vào một góc. Rồi thì họ đi ra và cánh cổng đóng lại với tiếng sắt xít rợn người. Thế là chúng tôi ở tù, ở đến bao giờ đây? Tôi đương tự hỏi như vậy thì Mattia đến đứng trước mặt tôi đưa đầu ra nói, cậu chọn tớ đi, cứ việc nhằm đầu mà nện, choảng mạnh mấy cũng chưa vừa cái ngu ngốc của tớ. Mày là một việc ngốc mà tao không ngăn lại thì tao cũng ngốc không kém gì mày. Thà rằng cậu choảng mà lại hơn đấy, như thế sẽ bớt khổ hơn chao ôi con bò tội nghiệp con bò của hoàng tử mattia bật khóc bây giờ thì tôi phải an ủi nó tôi phân trần cho nó thấy cảnh ngộ chúng tôi không có gì ngặt nghèo lắm có khó gì mà không chứng minh được rằng con bò đó là của mình mua ông thú y quy hóa ở aso sẽ làm chứng cho mình thế nhưng họ buộc tội rằng cái khoản tiền dùng mua bò đó là do chúng tôi ăn cắp thì ăn nói làm sao mattia nói thế mà có lý nó vừa khóc vừa kể lể thêm rồi đây khi chúng ta ra tù dù họ có trả lại con bò thì chắc gì ta gặp được má barberin sao không gặp từ ngày mày rời bỏ má cho đến nay má cũng có thể chết đi chứ mối lo ngại của mattia xuyên thẳng vào tim tôi đúng là má barberin có thể đã chết mất rồi tuy còn ở tuổi mà người ta không dễ dàng nghĩ đến cái chết nhưng do cảnh ngộ của mình tôi vẫn biết rằng người thân của mình có thể bị thần chết cướp mất lắm tôi chẳng đã mất cụ vitalis đó sao Thế thì tại sao tôi không nghĩ như Mattia nhỉ? Tôi hỏi, tại sao mày không bảo cho tao biết sớm hơn? Tại vì khi tớ sung sướng thì trong đầu óc đần độn của tớ chỉ có những ý nghĩ vui tươi. Còn khi cực khổ thì tớ chỉ có những ý nghĩ đen tối. Mà khi tớ nghĩ đến cái việc trao tặng con bò sữa của cậu cho má Barberin thì tớ sung sướng khôn xiết kể. Tớ chỉ thấy má vui thích, chúng mình vui thích, và tớ lóa mắt, tớ say sưa. Đầu óc của cậu cũng không đần độn hơn đầu óc của tớ đâu. Matia, tớ cũng chỉ có những ý nghĩ như cậu, cũng như cậu, tớ lóa mắt, tớ say sưa. Ôi, chào ôi, con bò của hoàng tử, Matia gào khóc, hoàng tử đẹp quá mà. Bất thình lình nó đứng dậy vung tay, nếu ma Barberin thì chết mà thằng cha Barberin gớm ghiếc ấy lại sống và nó bắt mất con bò của chúng mình, nó bắt luôn cả mày nữa thì sao? Rõ ràng là cảnh ở tù đã xui chúng tôi nghĩ ra những chuyện não nùng ấy cảnh ở tù và những tiếng hò hét của công chúng và tên cảnh sát rồi thì tiếng rít của cái ổ khóa và hai cái chốt sắt khi người ta đóng cửa nhốt chúng tôi mattia không những nghĩ đến tình cảnh hai chúng tôi nó còn nghĩ đến cả con bò nữa ai cho nó ăn bây giờ ai vắt sữa cho nó tuy nhiên tôi cũng cố gắng vỗ về mattia tôi bảo cho nó biết người ta sắp đến hỏi cung rồi ừ thế thì chúng mình khai thế nào sự thật để rồi họ giao cậu cho lão barberina hoặc là nếu chỉ có má ở nhà thì người ta cũng sẽ xét hỏi má để xem thử chúng mình có nói dối không và thế là cái trò bất ngờ của chúng ta đi tong cuối cùng cái cửa mở ra với tiếng sắt khua kinh khủng rồi một ông tóc bạc đi vào vẻ mặt hiền từ cười mở của ông ta khiến chúng tôi lạc quan ngay viên cai ngục thét nào lũ danh kia đứng lên và trả lời quan dự thầm được rồi được rồi Ông dự thầm vừa nói vừa ra hiệu cho viên cai ngục hãy để một mình ông ta ở lại, để tôi hỏi cung tên này, ông chỉ tôi, còn ông đưa tên kia đi chỗ khác và giữ lấy nó. Tôi sẽ hỏi nó sau, tôi nghĩ rằng trong điều kiện thế này, cần phải làm sao cho Mattia biết nó nên khai cái gì. Tôi nói, thưa ông dự thầm, nó cũng như tôi thôi, nó sẽ khai với ông tất cả sự thật, tất cả. Được, được, ông dự thầm vội vã nói hớt như muốn cắt ngang lời tôi. Trước khi ra cửa, Mattia còn kịp nheo mắt nháy tôi để tỏ cho tôi biết rằng nó đã hiểu. Ông dự thầm nhìn thẳng vào mặt tôi, nói, người ta tố cáo anh ăn trộm một con bò sữa. Tôi trả lời rằng hai chúng tôi đã mua con bò ấy ở phiên chợ Aso và tôi nói tên viên thú y đã giúp chúng tôi mua bò. Cái đó sẽ được xác minh, tôi cũng mong thế vì sự xác minh đó sẽ làm rõ rằng chúng tôi vô tội. Thế các anh mua bò cái để làm gì? Để đưa tới Chavannon biếu bà má đã nuôi tôi bằng dòng sữa của bà gọi là trả nghĩa cho bà và ghi lại lòng yêu mến của tôi. Người đàn bà ấy tên gì? Má Barberin, có phải vợ một người thợ nề cách đây mấy năm đã bị nạn què chân ở Paris hay không? Thưa ông, phải, việc này cũng sẽ được xác minh, nhưng tôi không trả lời câu hỏi này như tôi đã trả lời câu nói về ông Thù Y. Thấy tôi lúng túng, ông dự thầm hỏi dồn tôi nhiều câu khác, làm tôi phải nói rằng nếu ông hỏi má Barberin thì mục đích của chúng tôi sẽ không đạt, trò bất ngờ không thành. Tuy nhiên trong nỗi băn khoăn của tôi lại lẫn lộn một niềm vui sướng lớn, ông dự thầm đã biết má Barberin. Và định đến hỏi má xem tôi nói có thật không, thì tất nhiên là má tôi vẫn còn sống. Lát sau tôi lại càng vui mừng hơn nữa, trong khi hỏi những điều kia nọ, ông dự thầm cho biết rằng gần đây, lão Barberin đã đi Paris. Tôi phấn khởi quá nên tìm được những lời lẽ thuyết phục ông dự thầm, Khiến ông ta tin rằng chỉ lời chứng của ông thú y thôi cũng đủ xác minh rằng không phải chúng tôi đã bắt trộm con bò sữa. Vậy thì các anh lấy tiền ở đâu mà tậu bò? Đó là câu hỏi làm cho Mattia sợ hãi nhất khi nó đoán rằng người ta sẽ hỏi câu đó. Tôi đã, chúng tôi kiếm ra, kiếm ở đâu, bằng cách gì? Tôi trình bày chúng tôi đã làm ra và dành dụm từng đồng xu trên đường đi từ Paris đến Vassis rồi từ Vassis đến Mông Đo như thế nào. Thế các anh đến Vassis để làm gì? Câu hỏi đó buộc tôi phải kể một thôi nữa. Khi ông dự thẩm nghe nói tôi bị vùi lấp trong mỏ tre thì ông không cho tôi nói nữa và hỏi, giọng dịu hẳn đi, gần như thân ái. Trong hai người, ai là Remy? Tôi đây, thưa ông dự thẩm ai làm chứng? Viên sen đầm nói rằng em không có giấy tờ, thưa ông, không có, thôi, em hãy kể cho ta nghe tai nạn ở Vasis đã xảy ra như thế nào. Ta có đọc bài tường thuật trên báo, nếu em không phải là Remy thì không lừa ta được ta nghe đây, Phật coi chừng, việc ông dự thẩm đã gọi tôi bằng em đã làm cho tôi yên lòng. Tôi thấy rằng đối với chúng tôi, ông không có ác ý, tôi kể xong câu chuyện thì ông nhìn tôi rất lâu, với đôi mắt dịu hiền, chiều mến. Tôi cứ tưởng ông ta sẽ tuyên bố trả lại tự do cho chúng tôi. Nhưng chẳng phải thế, ông đi ra không nói gì hết. Chắc ông ta đi hỏi Mattia để xem những điều chúng tôi kể có giống nhau không. Tôi đứng một lúc khá lâu, đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng thì ông dự thầm trở lại cùng với Mattia. Ông nói, ta sẽ cho điều tra ở Aso. Nếu kết quả điều tra xác nhận những điều các em khai, ta mong thế, thì đến mai các em sẽ được tự do. Còn con bò sữa của chúng tôi, Mattia hỏi, người ta sẽ trả lại cho các em. Tôi không định hỏi cái đó, thưa ông dự thầm, tôi chỉ muốn biết có ai cho nó ăn không. Ai vắt sữa cho nó, chú nhóc cứ yên lòng người ta vắt sữa con bò của chúng tôi thì người ta có thể cho chúng tôi sữa ấy không nhỉ có sữa mà ăn tối thì thích quá ông dự thẩm vừa quay lưng ra thì tôi báo cho mattia biết cái tin lớn đã khiến tôi quên khuấy đi rằng chúng tôi đang ở tù đó là tin má barberin vẫn còn sống và lão barberin thì lên paris mattia kêu lên con bò sữa của hoàng tử sẽ đi vào nhà một cách vinh quang nó vui sướng quá vừa nhảy vừa hát bị lôi cuốn theo tôi cũng nắm tay nó mua hát còn Capi từ đầu vẫn ngồi một xó, buồn bã lo âu, bây giờ cũng chạy đến đứng thẳng lên trên hai chân sau, giữa hai chúng tôi. Thế là chúng tôi nhảy múa ẩm ĩ, khiến người cai ngục lo sợ có lẽ vì mớ hành của ông ta chạy đến xem có phải chúng tôi nổi loạn hay không. Người cai ngục bảo chúng tôi im đi, nhưng lần này ông ta không ăn nói cục cằn như khi cùng đến với ông dự thầm. Nhờ thế... Chúng tôi biết rằng tình hình không đến nỗi xấu và chỉ lát sau thì chúng tôi biết rõ mình đoán không sai ông ta đã trở lại với một chậu sữa đầy, sữa con bò của chúng tôi. Đã hết đâu, ông ta còn cho chúng tôi một chiếc bánh mì trắng to và một miếng thịt bê luộc, ông ta nói thịt bê là của ông dự thẩm gửi đến. Xưa nay có lẽ không có tên tù nào được hậu đãi như thế. Thế là vừa ăn thịt bê và uống sữa, tôi vừa xét lại ý niệm của tôi về nhà tù. Quả có khá hơn cái cảnh mà tôi tưởng tượng, và đó cũng là cảm tưởng của Mattia. Nó vừa cười vừa nói, ăn ngủ không mất tiền. Quả là dịp may hiếm có. Tôi dọa nó, nếu ông thú y chết bất thình lình thì lấy ai làm chứng cho chứng mình. Mattia không chút nao núng, bình tĩnh nói, chỉ khi nào người ta khổ, người ta mới có những ý nghĩ đen tối như thế, nay thì quả là không phải lúc. Chương 9, B-A-A-B-I-V-A-N nằm trên sàn gỗ, chúng tôi ngủ cũng khá ngon. Chúng tôi đã nhiều đêm ngủ giữa trời khó chịu hơn. Sáng ra Mattia nói, tớ mơ thấy đám rước bò Tớ cũng thế, 8 giờ sáng cửa mở, ông Dự Thầm bước vào, có ông bạn thú y của chúng tôi theo sau, ông ta muốn đích thân đến giải phóng cho chúng tôi. Về phần ông Dự Thầm thì không phải ông chỉ ân cần với chúng tôi ở bữa ăn hôm qua, ông còn trao cho tôi một tờ giấy đẹp có đóng dấu. Ông thân mật bảo, các em tay không mà đi tứ xứ như thế thì thật là liều lĩnh. Ta đã nói với ông xã trưởng cấp cho các em tờ giấy thông hành này, nó sẽ là bùa hộ mệnh của các em chúc các em lên đường bình yên ông dự thẩm bắt tay chúng tôi còn ông thú y thì ôm hôn chúng tôi chúng tôi vào làng khốn khổ nay chúng tôi ra đi vinh quang tay nắm thừng dắt bò đầu ngừng cao những người nông dân đứng ở ngưỡng cửa nhìn chúng tôi với đôi mắt cảm mến mattia nói tao chỉ tiếc có một điều là tại sao cái lão cảnh sát đã bắt chúng mình hôm nay không có mặt ở đây để nhìn chúng mình diễu qua lão cảnh sát đó làm sai nhưng chúng ta cũng không đúng ở chỗ không bao giờ nghĩ đến việc xin đủ giấy chứng minh lý lịch của mình, để cho người ta biết. Ở Paris thì việc ấy dễ thôi, chúng tôi đã nhận được một bài học quá đích đáng, đến mức không bao giờ còn tơ tưởng đến thả dây buộc bỏ nữa. Còn bỏ cái của chúng tôi thì hiền lành đấy nhưng phải cái cũng nhốt nhát. Không bao lâu chúng tôi đã tới cái làng tôi ngủ trọ cùng cụ Vitalis ngày xưa. Từ đây đến cây dốc đổ xuống làng Chavanon chỉ còn phải qua một cánh đồng hoang lớn. Đi vào làng, ngay trước cửa hiệu mà Zepino đã đánh cắp chiếc bánh. Tôi bỗng nảy một ý kiến và vội vàng trao đổi với Mattia. Cậu có nhớ rằng tớ có hứa đãi cậu ăn bánh kẹp ở nhà má Barberin không? Muốn làm bánh kẹp, phải có bơ, bột, trứng. Chắc là ngon lắm, còn phải nói, để rồi cậu xem, cái món ấy cuộn lại và ta cứ việc tọng đầy mồm. Nhưng có lẽ má Barberin không có bơ, cũng không có bột, vì má nghèo. Hay là ta mang đến cho má, ý kiến đó hay đấy thế thì cậu coi bò, nhất là đừng buông thừng ra nhé. Tớ vào hiệu này mua bơ, bột, còn trứng, nếu má không có thì má sẽ đi vay tạm, chứ chúng mình mang trứng đi e dọc đường vỡ mất. Tôi vào ngay hiệu ấy mua một cân bơ, hai cân bột rồi tiếp tục đi. Tôi không muốn thúc con bò đi nhanh, nhưng vì nôn nóng đến nhà, tôi xài những bước dài mà không biết. Còn 10 cây xô nữa, còn 8, rồi còn 6, lạ chừa, về đến gần má Barberin con đường như càng dài ra dài hơn cái ngày mà tôi đi xa má mặc dù hôm ấy trời mưa rét đến nỗi bây giờ tôi vẫn còn như thấy thấm da thịt tôi hết sức xúc động hết sức xốn sang cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ tôi nói với mattia cậu thấy cảnh có đẹp không cây cối có làm vướng tầm mắt đông khi chúng mình xuống dốc chavanon thì cậu sẽ thấy cây cối cây to đẹp cây sồi này cây rẻ này có quả rẻ chứ sao lại không và ở sân nhà má barberin thì có cây lê với cái cành uốn cong mình thường leo lên cưỡi ngựa nó ra quả to như thế này này và ngon nữa rồi cậu xem tả cái gì tôi cũng nói rồi cậu xem như một điệp khúc tôi thành thật tin rằng tôi đưa mattia đi vào cõi tiên suy cho cùng thì đối với tôi đó không phải là cảnh tiên hay sao ở đó mắt tôi được mở ra nhìn ánh sáng ở đó tôi mới có cảm giác là được sống ở đó tôi được sung sướng, được mến yêu. Những kỷ niệm đau khổ trong cuộc sống phiêu lưu sau này làm cho những niềm vui ban đầu ấy càng thêm thắm thiết. Tôi càng đi đến gần làng quê thì những cảm giác ngây thơ càng như đổ xô về xôn xao, dồn dập trong tim, trong trí. Tưởng như trong bầu trời quê hương có một mùi hương làm tôi ngây ngất, cái gì tôi cũng thấy đẹp cả. Lấy cái say xưa ấy, Mattia cũng quay về quê hương, nhưng tội nghiệp, chỉ bằng tưởng tượng. Nó nói, nếu cậu đến Luca thì tớ cũng sẽ chỉ cho cậu bao cái đẹp. Rồi cậu xem, ừ thì chúng mình sẽ về Luca sau khi gặp Etienne, Lai và Benjamin. Cậu cũng vui lòng đi Luca chứ. Cậu cùng đi với tớ về nhà má Barberin thì tớ sẽ cùng đi với cậu về thăm mẹ và em Christina của cậu. Nếu nó không quá lớn thì tớ sẽ bế nó. Nó cũng là em tớ. Ồ, Remy, nó chỉ nói được bấy nhiêu vì xúc động quá, vừa nói chuyện, vừa rào bước đi nhanh chúng tôi đã đến đỉnh đồi, nơi bắt đầu cây dốc ngoằn ngoèo dẫn đến thôn Chavanon. Cây dốc đi qua trước nhà má Barberin, đi mấy bước nữa, chúng tôi đến cái lũy mà tôi xin phép cụ Vitalis ngồi lại để nhìn về nhà má, ngôi nhà mà tôi tưởng như không bao giờ được trông thấy nữa. Tôi bảo Mattia, cầm hộ thừng cho tao, rồi tôi nhảy phát lên lũy cỏ, cây thung lũng của tôi vẫn giữ dáng cũ, không có gì thay đổi, giữa hai lùm cây, mái nhà má Barberin hiện ra cậu làm sao thế mattia hỏi xem kìa xem nó đến bên tôi nhưng không leo lên lũy con bò thì gặm cỏ ở bờ lũy tôi nói nhìn theo tay tớ đây đây là nhà má barberin kia là cây lê và chỗ này là mảnh vườn của tớ mattia chỉ nhìn với con mắt trần không có ký ức giúp đỡ như tôi nên không thấy gì lắm nhưng nó không nói lúc bây giờ một cuộn khói nhỏ màu vàng thoát lên từ ống khói trời lặng gió cuộn khói bay thẳng lên men theo triền đồi. Tôi nói, mà Barberin ở nhà, một luồng gió nhẹ thổi qua hàng cây, bẻ gãy cuộn khói và phả khói vào mặt chúng tôi. Trong khói có mùi lá sồi, bỗng chốc, tôi cảm thấy nước mắt trào ra và tôi nhảy xuống, ôm hôn Mattia. Capi, nhận lên lòng tôi, tôi đưa tay ôm nó và cũng hôn nó. Còn Mattia thì đến hôn chán con bò, tôi bảo ta đi xuống mau đi nếu ma barberin ở nhà thì làm sao chúng tôi bố trí cái chuyện bất ngờ được cậu đi vào một mình cậu bảo là cậu nhân danh hoàng tử mang bỏ đến cho má và khi má hỏi hoàng tử nào thì tớ hiện ra rõ tiếc là ta không tổ chức được một đám rước có nhạc tấu mattia à, chớ có vớ vẩn cậu yên trí tớ không buồn diễn lại cái trò ấy đâu giá như cô gái hoang dã này mà ưa âm nhạc để ta tấu một khúc quân nhạc thì hay biết bao nhiêu chúng tôi vừa đến một khúc ngoặt ngang tầm nhà má barberin thì thấy một cái khăn trùm trắng hiện ra trong sân đó là má barberin má mở cầu ra đường và đi về phía thôn xóm chúng tôi dừng lại và tôi chỉ cho mattia nó nói má đi thì làm sao thực hiện được cái trò bất ngờ của chúng ta ta sẽ bày một trò khác trò gì tớ chưa nghĩ ra hay là cậu gọi má tôi rất muốn gọi nhưng rồi nén được đã bao lâu nay tôi say sưa với cái ý nghĩ chơi một trò bất ngờ bây giờ không dễ gì trong khoảnh khắc mà từ bỏ được ý định ấy. Lát sau, đã đến cổng nhà, chúng tôi đi vào tự nhiên như xưa kia tôi vẫn ra vào. Tôi biết má Barberin có thói quen chỉ kéo chốt ngoài, cho nên chúng tôi có thể vào nhà ngay được, nhưng trước hết phải nhốt con bò vào chuồng cái đã. Tôi đi xem chuồng, thấy nó vẫn như cũ, duy vướng những cùi. Tôi gọi Mattia lại, buộc con bò trước máng xong, chúng tôi xếp củi vào một xó công việc này làm không mất nhiều thì giờ lắm vì chỗ củi dự trữ của má cũng chả là bao tôi bảo mattia bây giờ thì chúng mình vào nhà đi tớ ngồi vào xó bếp để cho má bắt gặp tớ ở đấy còn cậu vì cái cổng kêu cót kết khi má đẩy cho nên cậu sẽ có đủ thì giờ để trốn ra sau giường với con capi như thế má chỉ bắt gặp mỗi mình tớ cậu tưởng tưởng xem má sẽ ngạc nhiên chừng nào công việc được xếp đặt như tôi nói chúng tôi đi vào nhà tôi đến bên lò sưởi ở chỗ tôi đã ngồi những mùa đông năm xưa. Không thể hớt mớ tóc dài, tôi bỏ nó vào trong cổ áo, tôi thu hình lại, cho giống Remy, bé Remy của má Barberin ngày trước. Từ chỗ ấy, tôi nhìn thấy cổng, không sợ gì má hiện về đột ngột. Ngồi ở chỗ đó, tôi nhìn ra chung quanh, dường như tôi mới rời nhà ngày hôm qua thôi, bởi vì không có cái gì thay đổi cả mọi vật đều ở nguyên chỗ cũ cho đến miếng dây gian tâm kính mà tôi đánh vỡ đã ám khói vàng cả đi mà cũng không được thay nếu đứng dậy mà đi đi lại lại để nhìn tận mắt từng vật thì thú đấy nhưng má có thể về bất thình lình cho nên tôi đành phải ngồi mà quan sát bỗng tôi thấy chiếc khăn trùng trắng hiện ra đồng thời cánh cổng rít lên tôi nói mattia mau mau trốn đi và tôi càng thu mình lại cửa mở từ ngưỡng cửa má barberin trông thấy tôi Má hỏi, ai đấy? Bảy, bảy, má kêu khẽ, má kêu khẽ. Tôi nhìn má, không đáp. Má cũng nhìn tôi, đột nhiên hai tay má run lẩy. Trời ơi, trời ơi, thật thế sao? Remy đó sao? Tôi đứng lên, chạy sổ đến ôm má. Má, con, con tôi đây mà. Mãi chúng tôi mới nén được xúc cảm và lau nước mắt. Má hỏi, hẳn thế. Nếu má không ngày đêm nhớ con thì có đâu mà nhận ra con ngay. Con đã thay đổi nhiều, lớn thổi lên khỏe ra. Một tiếng khịt mũi nén lại nhắc tôi nhớ rằng có Mattia núp đằng sau giường. Tôi gọi nó, nó đứng lên, đây là Mattia, em con, ồ, má reo lên, con đã tìm ra bố mẹ ư. Không, con muốn nói đó là bạn nghề nghiệp của con, bạn trí thiết của con. Và đây là Capi, cũng là bạn nghề nghiệp, là bạn trí thiết của con. Capi, chào bà mẹ của chủ mày đi, Capi đứng lên trên hai chân sau đặt một chân trước ngực và cúi chào trịnh trọng, làm má Barberin cười và ráo cả nước mắt. Matia không bị một lý do nào làm cho quên cái trò bất ngờ như tôi, cho nên nó ra hiệu nhắc tôi. Tôi bảo má, nếu má vui lòng thì má con ta ra sân một lát. Con muốn xem cây lê quý mà đã nhiều lần con khoe với Matia. Ta cũng nên đi xem mảnh vườn của con, vì má vẫn giữ nguyên như con xếp đặt, để khi con trở về thì sẽ tìm thấy cảnh xưa bao giờ má cũng tin rằng con sẽ trở về mặc dù thiên hạ nói này nói nọ những củ cúc vu con trồng má có thấy ngon không hóa ra cái bất ngờ là của con đấy à? má cũng đoán như vậy lúc nào con cũng ưng chơi trò bất ngờ đã đến lúc rồi tôi nói còn cái trồm bò từ khi vắng con rousset tội nghiệp thì có gì thay đổi không con rousset cũng như con nó chả muốn đi không có gì thay đổi hẳn thế má chất củi ở đó lúc bấy giờ chúng tôi vừa đến đứng trước chuồng bò má barberin đầy cửa con bò đang đói chắc nghĩ người ta đến cho ăn nên giống lên tức khắc má barberin hét bò trao ôi trong chuồng có bò không nén được nữa mattia và tôi cười vang má barberin kinh ngạc nhìn chúng tôi nhưng chuyện con bò bị nhốt sẵn trong chuồng này là chuyện quá hoang đường chúng tôi có reo cười bao nhiêu má cũng không ơ lẽ Tôi nói, đây là một điều bất ngờ chúng con biếu má. Nó cũng xưng với củ cúc vu má không ước mà có. Phải không má? Một trò bất ngờ, một trò bất ngờ, má lặp đi lặp lại. Con không muốn trở về nhà má Barberin hai tay không? Bà má đã tốt đến thế với bé Remy củ bơ củ bất. Nghĩ mãi xem món quà gì có ích cho má hơn hết con thấy không gì hay hơn là có một con bò sữa má nuôi thay con Rosette. Chúng con mua con bò này ở chợ phiên Aso với số tiền anh em chúng con kiếm được. Má Barberin ôm tôi vào lòng, kêu lên, ôi, thằng con quý hóa, thằng bé mến yêu. Thế rồi chúng tôi vào chuồng bò để má nhìn cho kỹ con bò sữa đã trở thành bò của má. Mỗi khi tìm thấy một dấu hiệu gì tốt trên con bò, má reo lên sung sướng, khâm phục, con bò tốt làm sao? Bỗng má ngừng lại, nhìn tôi, này, thế là con đã trở nên giàu có chăng? Có lẽ thế. Matia vừa cười vừa nói, anh em chúng con còn những năm mươi tám xu. Mà Barberin lặp lại điệp khúc trước, nhưng có thay đổi. Hai thằng bé mến yêu. Tôi sung sướng thấy mang nghĩ đến Matia và gục cả hai đứa vào một mối tình yêu mến. Con bò vẫn kêu giống lên. Matia nói, nó đòi người ta vắt sữa cho nó đấy. Không để ý nghe ngóng gì nữa. Tôi chạy vào trong nhà tìm cái thùng thiếc đem kỳ cọ thật sạch cái thùng này trước kia vẫn dùng để vắt sữa con rosset và vẫn treo ở chỗ cũ mặc dầu đã từ lâu chẳng còn bóng dáng bỏ bê gì trong chuồng của má barberin cả tôi múc đầy thùng nước rửa sạch vú bỏ bám đầy bụi đường thấy đến ba phần tư thùng đầy một thứ sữa đẹp mỡ màng má barberin vui sướng vô cùng má nhận xét có lẽ nó mỏng sữa hơn con rosset mattia nói lại còn ngon nữa chứ ngửi như mùi hoa cam má barberin ngạc nhiên nhìn mattia Hẳn là má đương nghiệm xem cái mùi hoa cam là mùi gì. 33. Matia không bao giờ giữ riêng cho mình những điều hiểu biết. Nó nói tiếp đó là món sữa tuyệt ngon cháu được uống ở bệnh viện khi ốm phải nằm ở đó. Vắt sữa xong, sau khi thả bò dựa sân để cho nó ăn cỏ, chúng tôi trở vào nhà. Trên chiếc bàn giữa nhà, trong khi vào lấy thùng đựng sữa, tôi đã bày biện bơ và bột ra. Khi má Barberin trông thấy những món không ước mà có này nữa, thì má lại kêu lên nhưng lòng thành thật buộc tôi phải ngăn má, chỗ quả này sắm ra là để cả cho chúng con nữa chứ không phải dành riêng cho má. Chúng con đói đến suýt chết đây và chúng con muốn ăn bánh kẹp. Má có nhớ cái ngày thứ ba ngả mặn cuối cùng mà con còn ở nhà này không? Cái ngày ấy, má con ta bị cản trở, chỗ bơ má vay để làm bánh kẹp cho con lại bị dùng để phi hành trong trào. Lần này thì chúng ta không bị quấy dày đâu, con biết ông Barberin hiện ở Paris à? Vâng. Thế con có biết ông ấy đi Paris làm gì không? Không, má à, cái này quan hệ đến con đó, con ạ, à, quan hệ đến con, tôi kêu lên, sợ hãi, trước khi trả lời, má nhìn Mattia như có ý e ngại. Tôi nói, ồ, má cứ nói trước mặt Mattia đi, con đã bảo nó là anh em với con mà, cái gì quan hệ đến con thì cũng quan hệ đến nó. À, cái việc này nói ra thì cũng dài lắm, ông Barbarin sắp về chăng? Ồ, không thế thì không việc gì phải vội. Ta hãy lo cái khoản bánh kẹp cây đã, rồi sau má hãy bảo cho con biết việc ông Barberin đi Paris có lý thú gì đối với con. Không sợ ông ta về phi hành trong chảo của mình nữa thì không vội gì. Má có trứng không? Không, má không còn gà, chúng con không mua trứng về cho má vì sợ mang đi vỡ. Má có thể đi vay không? Má có vẻ lung túng. Tôi mới vỡ lẽ rằng má vay quá nhiều bận rồi, bây giờ khó nói vay thêm tôi nói thôi để con đi mua thì hơn còn má ở nhà nhào bột với sữa mua trứng đằng lão so cây phải không má con chạy đi đây má bảo mattia bổ củi nó bổ giỏi lắm đến quán lão so cây tôi mua một tá trứng lại mua thêm một thẻo mỡ về nhà thì bột đã nhào sữa chỉ còn có việc đánh trứng vào mặt thôi đành rằng bột sẽ không kịp dậy nhưng chúng tôi đói quá chờ sao được dù bánh làm như thế ăn có hơi nặng bụng hai cái dạ dày khá khỏe của chúng tôi cũng phớt đều. Má Barberin vừa đánh bột vừa nói, này, con ngoan như vậy mà cớ sao chẳng bao giờ con nhắn tin về cho má cả. Con có biết rằng nhiều khi má tưởng con chết rồi không? Vì má tự nhủ, nếu Remy còn sống thì chắc thế nào nó cũng viết thư về cho má Barberin của nó chứ. Nhưng má Barberin của con không ở một mình. Con biết má sẽ không tự đọc được những bức thư con viết mà bên cạnh má có ông bố Barberin mà con rất sợ. Ông ấy là ông chủ duy nhất trong nhà. Ông đã tỏ quyền hành của ông ta khi bán con với giá 40 phở răng cho một ông cụ nhạc sĩ. Remy, đừng có nhắc làm gì những chuyện ấy con. Con nhắc không phải để mà ca thán mà để cho má hiểu vì sao con không dám viết thư cho má thôi. Con sợ để người ta tìm thấy thì sẽ bị bán đi lần nữa, mà con thì chẳng muốn bán đi tí nào. Chính vì thế mà khi con mất ông chủ già của con, ông ấy là một người tốt, con cũng không viết thư cho má ồ ông nhạc sĩ già ấy chết rồi à vâng và con khóc ông cụ rất nhiều bởi vì con biết những gì ngày nay và con tự kiếm sống được là nhờ ông ấy sau khi ông cụ qua đời con cũng được những người tốt cưu mang và con làm với họ nhưng nếu con viết thư nói với má con làm vườn ở khu glacier thì e ông barberin đến bắt con mất hoặc là ông sẽ đến đòi tiền công ở những người tốt bụng ấy cả hai việc ấy con đều không muốn ừ má hiểu rồi dù thế nào con vẫn nhớ má và một đôi khi gặp chuyện buồn khổ con vẫn thầm kêu cứu má đến khi con được tự do muốn làm gì thì làm thì con về hôn má đây không về ngay đành thế vì có phải muốn cái gì là người ta làm được cái đấy đâu và lại con có một ý định không dễ gì thực hiện phải kiếm đủ tiền tậu bò thì mới có bò đem về cho má chứ mà tiền thì nó không rơi lộp bộc vào túi chúng con thành những đồng năm phờ răng tươi tốt phải đánh bao nhiêu bản đàn dọc đường, bản vui có, bản buồn có, phải đi nhiều, phải đổ mồ hôi, chịu thương chịu khó, chịu thiếu thốn mọi bề. Nhưng càng vất vả bao nhiêu lại càng sung sướng bấy nhiêu, phải thế không Mattia? Mỗi tối lại đem tiền ra đếm, không những đếm chỗ làm ra ngày hôm đó, lại đếm cả số đã có từ trước để xem nó gấp đôi chưa? Chào ôi, hai thằng con quý hóa, hai thằng bé mới ngoan làm sao, mà Barberin quấy bột đổ làm bánh mattia bổ củi còn tôi vừa kể chuyện vừa bày cốc đĩa trên bàn rồi tôi ra giếng múc nước lúc trở vào thì chậu đã đầy một thứ bột sền sệt màu vàng óng ả à. còn má thì đang cọ chảo bằng một nùi dương mattia bỏ từng que củi vào bếp để nuôi ngọn lửa hồng rất đượm trong lò ngồi xổm bên bếp con capi theo dõi mọi việc với đôi mắt cảm kích nó bị nóng quá thỉnh thoảng giơ một chân lên rồi lại đổi chân khác mồm kêu khe khẽ ánh lửa chói trang len vào những so tối, mấy hình nhân in trên vải màn nổi lên nhảy múa. Những hình nhân xưa kia bao lần làm tôi khiếp sợ những khi tỉnh giấc dưới ánh trăng. Má Barberin đặt chảo lên bếp, lấy dao xén một lát bơ gầy vào chảo, bơ tan ngay. Mattia bất chấp nóng bỏng cúi sát trên chảo reo, thơm quá. Bơ reo líu díu, Mattia hét, nó hát kìa. Chào ôi, tớ phải đệm đàn cho nó mới được. Đối với Mattia thì làm cái gì cũng phải có nhạc. Nó lấy chiếc vĩ cầm ra và nhẹ nhàng, tỉ tê nó đệm đàn cho khúc ca của cái chảo, khiến má Barberin cười vang. Tuy nhiên giây phút này nghiêm trọng quá, không phải là lúc vui đùa. Má Barberin vụt chiếc môi vào chậu bột, múc một môi, bột tràn chảy xuống thành những sợi chỉ bạc. Má đổ bột vào chảo, bột loang thành một vạt trắng, còn bơ thì tản ra chung quanh viền một đường màu hung. Đến lượt tôi trông tới má barberin vỗ vào cán chảo rồi trở tay một cái má đã hắt cái bánh lên cao làm mattia hoảng hốt nhưng không can gì ngao du trên không trung một thoáng cây bánh lại rơi vào chảo lật trái lại phơi mặt vàng lên trên tôi vừa kịp cầm cái đĩa lên thì bánh đã trượt vào đĩa chiếc này dành cho mattia nó bị nóng bỏng cả tay môi lưỡi họng nhưng hê gì nó chẳng thèm nghĩ tới chuyện bỏng bánh đầy cả mồm nó nói, chào ôi, ngon quá, đến lượt tôi chia đĩa ra, rồi cũng bị nóng bỏng mồm bỏng miệng. Nhưng cũng giống như Mattia tôi phớt lạnh, cái bánh thứ ba đã vàng và Mattia chia tay ra, nhưng con Capi sủa một tiếng dữ dội, nó đòi phần nó. Thế là công bằng, cho nên Mattia trao bánh cho nó, khiến má Barberin không bằng lòng, vì sao lại cho chó ăn như người. Để an ủi má, tôi giải thích cho má rõ con Capi là một con chó biết diễn trò và lại nó cũng có đóng góp vào số tiền mua bò. Ngoài ra, nó là bạn nghề nghiệp của chúng tôi, nó phải ăn như chúng tôi, cùng với chúng tôi mới hợp lẽ. Và lại má đã nói rằng má không động tới bánh kẹp chừng nào cơn đói của chúng tôi chưa dịu đi. Phải lâu lắm, cơn đói nhất là sự hao ăn của chúng tôi mới dịu đi. Nhưng mãi rồi cũng đến lúc hai chúng tôi đồng thanh tuyên bố nếu má không ăn vài miếng thì chúng tôi cũng kiên quyết không ăn thêm một chiếc nào. Và thế là, đến lượt tôi rồi mattia muốn tự mình làm bánh kẹp bỏ bơ đổ bột vào chảo không khó chỉ có cái khoản hát chảo để cho bánh nhảy lên thì chúng tôi vung tay quá tôi đưa một chiếc vào cho còn mattia hát một chiếc nóng bỏng lên tay nó cuối cùng khi đã vét hết chậu bột thì mattia muốn ra sân xem con bò ăn uống ra sao và thế là không nghe bàn tới bàn lui gì hết nó đi ra để má barberin và tôi ở lại với nhau nó đã nhận thấy má barberin không muốn nói đến cái việc có quan hệ với tôi ở trước mặt nó còn tôi chờ được đến lúc này không phải là không nóng ruột và đúng là cái việc làm bánh kẹp nó hấp dẫn quá nên tôi mới gác được chuyện kia nếu lao barberin đang ở paris thì theo tôi đoán là để tìm cụ vitalis đòi tiền thuê tôi những năm quá hạn tôi thì chẳng dính dáng gì vào chuyện ấy cụ vitalis chết rồi còn trả được gì cho lão ta còn tôi thì lão đâu có quyền đòi gì ở tôi nhưng nếu không thể moi được tiền ở tôi thì lão có thể đòi tôi phải trả cái con người tôi cho lão. Tóm được tôi, lão lại đem cho mướn, ai mướn cũng được, miễn cứ trả cho lão một món tiền. Chính là tôi phải quan tâm đến điều đó và có thể phải quan tâm rất nhiều bởi vì tôi quyết tâm làm đủ mọi cách cho đến cùng mới chịu khuất phục uy quyền lão Baberingham. Nếu cần, tôi sẽ đi ra khỏi đất Pháp, tôi có thể sang Italy với Mattia, mà cũng có thể sang châu Mỹ đi đến tận cùng thế giới suy nghĩ như thế tôi tự dặn mình phải thận trọng với má barberin không phải là tôi nghi ngờ má má thân yêu tôi biết rằng má yêu quý tôi biết bao nhiêu má hết lòng với tôi bao nhiêu nhưng má vốn sợ ông chồng tôi đã rõ nếu tôi thổ lộ quá đà với má tất vô tình má có thể nhắc lại với lão barberin khiến lão có thể đuổi theo tôi và tóm cổ tôi nếu xảy ra như vậy thì rõ ràng là cũng vì tôi một phần bởi thế tôi phải giữ ý mattia đi khỏi rồi tôi hỏi má barberin bây giờ chỉ còn má với con má hãy cho con biết việc ông barberin đi paris vì sao lại liên quan đến con hẳn chứ má vui lòng nói lắm vui lòng nói tôi thẳng thắn hỏi má không nói tiếp mà ra cửa nhìn khi đã yên lòng má trở lại và nụ cười trên môi má hạ giọng hình như gia đình con tìm con gia đình con ừ gia đình con remia con có gia đình ư? Con có gia đình, má ơi, con, cái thằng bị bỏ rơi này mà cũng có gia đình. Chắc người ta không cố ý bỏ con đâu, vì giờ đây người ta đi tìm con mà lì. Ai tìm con? Ôi, má Barbarin ơi, má nói đi nói đi, con van má, nhưng không, không có thể như thế. Chỉ có ông Barbarin ông ấy tìm con mà thôi. Ừ, đúng là ông Barbarin đi tìm đấy, nhưng tìm cho gia đình con. Không, ông ấy tìm cho ông ấy đấy tìm để bắt con lại, để bán con lần nữa. Nhưng ông ta không bắt con được đâu, chào ôi, Remyon, sao con nỡ nghĩ là má nhúng tay vào công việc ấy? Ông ta muốn đánh lừa má đấy, nào Remy, hãy tỏ ra biết điều đi con, con nghe những điều má nói con đây và đừng có sợ bóng sợ gió như vậy, con đâu có quên được. Con hãy nghe má kể những điều chính tay má nghe thấy đây và chắc con sẽ tin, phải không? Tính tới ngày thứ hai tới đây là vừa tròn một tháng. Hôm ấy má đương lục đục trong bếp thì một ngày tử tế vào nhà, lúc đó có ông Barberin ở nhà. Ông khách hỏi với giọng một người có lẽ không ở vùng ta, ông phải chăng là ông Barberin? Phải, chính tôi. Có phải ông đã bắt được một đứa trẻ ở Paris, phố Breteuil, và ông đã nhận nuôi nó? Phải, thế bây giờ đứa bé ở đâu? Mong ông cho biết, ngài cần biết để làm gì thưa ngài. Giá tôi có nghi má Barberin nói dối thì đến đây nghe câu trả lời sốt sắng của lão Barberin, tất tôi cũng tỉnh ngộ rằng má nghe cái gì thì kể nguyên lại cái ấy. Má nói tiếp, con biết rằng ở trong bếp có thể nghe hết những gì người ta nói với nhau ngoài nhà, và lại vì là việc của con nên má muốn lắng tai nghe. Lúc bấy giờ, má nhích lại gần và giẫm phải một cành củi làm nó gãy rắc. Ông khách hỏi, thế không phải chỉ có hai ta? Đó là vợ tôi ở đây bức quá nếu ông vui lòng thì chúng ta đi chơi để nói chuyện cả hai ông đi ra và đến ba bốn tiếng đồng hồ sau ông barberin mới trở về một mình con tưởng tượng xem má tò mò muốn biết đến thế nào câu chuyện ông barberin và cái ngài có lẽ là bố con đã nói với nhau nhưng ông barberin không chịu nói hết ông chỉ bảo ông kia không phải là bố con nhưng ông ta tìm con vì gia đình con thế gia đình con ở đâu nó thế nào con có bố không có mẹ không cũng như con má hỏi ông barberin những điều đó ông ấy bảo ông không biết gì sất rồi ông nói tiếp là ông sẽ đi paris để tìm cái ông nghệ sĩ đã mướn con ông này để địa chỉ ở phố lossi tại nhà một nghệ sĩ khác tên là garofoli má nhớ rõ cái tên ấy con cũng phải nhớ lấy con đã biết má cứ yên lòng từ ngày ra đi đến nay ông barberin không tin cho má biết gì thêm nữa sao không chắc là ông ấy còn đang tìm ông khách đã cho ông ấy 5 đồng lui vàng, tức là 100 phở răng. Món tiền đó, cùng với những tã xinh đẹp đùm bọc con lúc bắt được con, chứng tỏ cha mẹ con giàu sang. Khi má thấy con ngồi ở chỗ kia, bên cạnh bệ sưởi, má ngỡ rằng con đã gặp cha mẹ, vì thế mà tưởng chú bạn của con đây là em con. Vừa lúc ấy, Mattia đi qua trước cửa, tôi gọi nó, Mattia, bố mẹ tao đi tìm tao, tao có gia đình, một gia đình thực sự, mày ạ. À? Nhưng, lạ chưa, Mattia không có vẻ gì tỏ ra chia nỗi vui sướng về niềm phấn khởi của tôi cả. Bởi vậy, tôi thuật cho nó nghe câu chuyện mà Barberin đã kể với tôi. Chương 10, gia đình cũ và gia đình mới, đêm hôm ấy tôi ngủ ít, vậy mà trong những năm gần đây, biết bao lần tôi đã sướng dơn lên mỗi khi nghĩ tới được ngủ trên cái giường hồi nhỏ của mình. Trước kia tôi đã được nằm trên đó bao nhiêu tối, nép vào một góc, đánh một giấc dài đến sáng, chăn phủ tận cằm và cũng đã biết bao phen bắt buộc phải ngủ ngoài trời mà than ôi có phải lúc nào trời cũng tốt đâu biết bao phen co quắp vì rét cóng ban đêm hoặc lạnh buốt trong sương sớm tôi đã nhớ tiếp tấm chăn ấm áp ấy đặt lưng xuống tôi ngủ ngay thấm mệt sau ngày đi đường và cả sau cái đêm trong nhà giam nữa nhưng chẳng mấy chốc tôi đã thức giấc và thế là trong mắt suốt sáng tôi bồn chồn quá tôi nôn nóng quá ôi gia đình tôi trong giấc ngủ tôi cũng nghĩ đến cái gia đình ấy của tôi. Khoảnh khắc ngắn được yên giấc, tôi đã nằm mơ thấy gia đình, bố mẹ, anh chị em. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, tôi đã thấy mình cùng sống với những người mình chưa từng biết, bây giờ mới gặp lần đầu. Một điều lạ, Mattia, Lai, má Barberin, bà Milligan, Arthur, đều là trong gia đình tôi, mà bố tôi là cụ Vitalis, cụ đã sống lại và rất giàu có. Trong thời gian xa cách, cụ đã tìm thấy con zebino và con Donche, chứ không phải trung đã vào miệng sói tôi nghĩ rằng chẳng ai lại không có lần thấy những ảo ảnh qua đó chỉ trong khoảnh khắc mình đã sống hàng năm trời và đi hàng vạn dặm ai ai cũng nhận thấy rằng sau khi tỉnh dậy những cảm giác trong giấc mơ vẫn được giữ mãnh liệt và nồng nàn tôi tỉnh giấc và thế là tôi không ngủ lại được nữa rồi những cảm giác của ảo ảnh cũng mờ nhạt dần thực tại lại xâm chiếm tâm trí tôi và khiến tôi càng khắc khoải thao thức. Gia đình tôi tìm tôi, nhưng muốn gặp gia đình, tôi phải tìm tới chính cái lão Barberin mà hỏi. Chỉ một ứng nghĩ đó cũng đủ giảm niềm vui của tôi. Tôi thì cứ muốn rằng lão Barberin đừng có can dự vào hạnh phúc của tôi. Tôi có bao giờ quên những lời lão bảo cụ Vitalis khi lão bán đứng tôi cho cụ. Và tôi luôn luôn nhắc lại cho mình cái câu, những kẻ nào nuôi thằng bé này nhất định được hưởng một món bổng lớn nếu tôi không tính toán điều đó thì dại gì giữ lấy nó điều đó từ dạo ấy đã làm cho tôi thêm ghét lão barberin đâu có phải vì từ tâm mà lão barberin đã nhặt tôi ngoài đường phố cũng lại không phải vì từ tâm mà lão nhận nuôi tôi mà đơn giản chỉ vì tôi được bọc trong những tấm tã đẹp chỉ vì một ngày nào đó lão sẽ được hưởng lợi khi lão trả tôi cho bố mẹ tôi cái ngày ấy lại không đến sớm như lão mong lão bèn bán tôi cho cụ vitalis bây giờ lão lại muốn đem tôi cho bố tôi chùa, vợ chồng sao khác nhau đến thế, má Barberin đâu phải vì tiền của mà yêu quý tôi, ôi, tôi chỉ muốn tìm được cách nào để chính má, chứ không phải lão Barberin, được hưởng lợi. Nhưng chăn trở mãi vẫn chẳng nghĩ ra được cách nào, tôi cứ luôn luôn luẩn quẩn với cái ý nghĩ tuyệt vọng là rồi đây chính cái lão Barberin ấy sẽ dẫn tôi đến với bố mẹ tôi, Trinh lão ta sẽ được cảm ơn, tặng thương. Nhưng cũng đành phải qua con đường ấy thôi chẳng còn cách nào khác, chỉ còn là ở chính tôi. Sau này, khi đã giàu có, tôi sẽ tỏ rõ tình cảm của mình đối với người vợ và người chồng đó khác nhau như thế nào. Rồi đây chính tôi sẽ đích thân trả ơn má Barberin. Giờ đây thì tôi cứ phải nghĩ đến lão Barberin, nghĩa là phải đi tìm lão và kiếm cho ra lão. Lão không thuộc vào loại những ông chồng mỗi bước ra khỏi nhà cũng nói cho vợ biết mình đi đâu và nếu cần có thể tìm ở đâu. Má Barberin chỉ biết là chồng bà hiện nay đang ở Paris. Từ ngày lão ra đi, lão chưa hề gửi một chữ, cũng chưa hề nhắn nhủ gì qua một vài người thợ nề quay về làng. Lão đâu có quen giữ nghĩa tình như thế, lão ở đâu, lão trú ngụ nơi nào, má chẳng biết chút gì để có thể gửi thư cho lão. Tuy nhiên cũng chỉ cần tìm đến vài ba quán trọ ở khu phố Mufetus mà má nhớ rõ tên, không quán này thì quán kia, là có thể gặp được lão vậy thì tôi phải đi ngay paris và tự tôi tìm lấy con người đương đi tìm tôi tất nhiên gia đình quả là một niềm vui lớn nhưng trong những điều kiện và hoàn cảnh mà nó đến với tôi niềm vui ấy đâu đã trọn vẹn tưởng rằng chúng tôi sẽ được sống một thời gian yên tĩnh vui sướng bên cạnh má barberin cùng mattia chơi những trò chơi hồi thơ ấu thế mà ngay sáng mai chúng tôi đã phải lên đường từ nhà má barberin đáng ra tôi đi về phía bờ biển tới esnan thăm chị etienne bây giờ đành hoãn chuyến đi ấy và không còn được ôm hôn chị Etienne tội nghiệp trước kia tốt với tôi và chiều mến tôi biết bao. Và lẽ ra sau khi gặp chị Etienne, tôi phải đến Broisy, trong vùng Nievere, để nói cho Lai biết tin anh và chị của em rồi. Bây giờ cũng đành hoãn việc đến Lai cũng như hoãn việc đến thăm chị Etienne. Tôi thao thức gần suốt đêm, loay hoay với tất cả những ý nghĩ trên, lúc thì lòng tự ngủ không thể mặc kệ chị Etienne và em Lai lúc trái lại nghĩ rằng mình phải đi gấp đến paris càng sớm càng tốt để tìm gia đình cuối cùng thì tôi ngủ thiếp đi chẳng dứt khoát được gì cái đêm ấy lẽ ra là một đêm sướng nhất thì lại là một đêm trằn chọc nhất kém vui nhất trong hồi ức của mình sáng hôm sau cả ba chúng tôi má barberin mattia và tôi ngồi bàn công việc bên lò sưởi quanh ngọn lửa trong sáng trên đó chúng tôi hâm sữa bò tôi phải làm thế nào bây giờ đây thế là tôi kể lại những nỗi thấp thỏm những niềm băn khoăn tối hôm qua má barberum nói con phải đi paris ngay cha mẹ con đang tìm con con đừng nên bắt người ta nay chờ mai đợi phải mau mang niềm vui về cho cha mẹ con má chờ đi trở lại với ý kiến ấy đưa ra nhiều lý lẽ để bênh vực nó nghe má giải thích tôi thấy lý lẽ nào cũng xác đáng như lý lẽ nào tôi nói thế thì chúng con đi paris đồng ý như vậy nhưng mà ngược lại Mattia không tán thành cách giải quyết đó tí nào cả. Tôi bảo nó, cậu cho là chúng mình không nên đi Paris. Thế sao cậu không đưa ra lý lẽ, như má Barberin? Nó lắc đầu, tôi tiếc cậu thấy mình khổ tâm thế này thì còn do dự gì nữa mà không giúp đỡ mình. Mãi rồi nói mới nói, mình nhận thấy rằng có mới nơi cũ là không nên. Cho tới nay, gia đình của cậu là Lai, Etienne, Alexi và Benjamin chúng nó đều là anh chị em của cậu và yêu thương cậu. Thế rồi một gia đình mà cậu chưa biết bao giờ, một gia đình mới xuất hiện. Gia đình đó chưa làm được cái gì cho cậu, trừ cái việc vứt bỏ cậu ngoài đường phố. Thế mà đột nhiên cậu lại bỏ những người đã ăn ở tốt với cậu để chạy theo những người chưa có vẻ gì là tốt với cậu cả. Mình thấy như vậy không công bằng, không nên nói rằng bố mẹ Remy đã bỏ nó, mà Barberin ngắt lời Mattia, có lẽ người ta đã bắt mất con của họ. Họ vẫn thương nhớ nó, chờ đợi nó và tìm kiếm nó lâu nay thì đúng hơn. Cháu không biết cái đó, cháu chỉ biết rằng ông Quyên đã nhặt được Remy ngắc ngoài ở xó cửa nhà ông. Rồi ông đã chăm nom nó như con đẻ, và Alexi, Benjamin, Etienne, Lai đã thương yêu nó như anh em ruột thịt. Cháu cho rằng những người đón nó về nuôi cũng có quyền được nó quyến luyến như những người dù hữu ý hay vô tình đã để mất nó. Ở ông Erwin và các con ông tình quyến cố là do tự lòng họ. Họ chẳng hề chịu ơn gì của Remy cả. Mattia nói những câu ấy mà không nhìn tôi, không nhìn má Barberin, như có vẻ giận tôi. Tôi khổ tâm, nhưng dù có buồn lòng vì chê trách đi nữa, tôi vẫn cảm thấy lý lẽ của nó vững chắc. Và lại, tôi đang ở vào tình trạng những người thiếu quyết đoán, thương ngả về phía ai nói sau cùng. Tôi đã, Mattia nói phải đấy. Chưa gặp được chị Etienne và Lai mà đã định đi Paris thì lòng con không khỏi áy náy. Thế còn bố mẹ con, má Barbary năn nỉ. Phải quyết định thôi, tôi cố điều hòa mọi việc. Chúng ta sẽ không đến thăm chị Etienne, vì đường vòng như thế xa quá. Và lại chị Etienne biết đọc và biết viết. Chúng ta có thể viết thư cho chị ấy. Nhưng trước khi đi Paris chúng ta sẽ tạt qua Droisy thăm Lai. Như thế sẽ chậm đi một chút ít, nhưng không là bao và lại em lai không biết viết và chính là vì em trước hết mà hồi nọ mình đã vạch hành trình này. Mình sẽ nói chuyện Alexi với em, còn chị Etienne thì mình sẽ bảo chị gửi thư về Droidy cho mình. Nhận được thư, mình sẽ đọc cho Lai nghe, tốt lắm, Mattia mỉm cười đáp lại, chúng tôi quyết định sáng ngày mai sẽ lên đường và tôi đã dành gần một buổi chọn viết thư dài cho chị Etienne nói rõ vì sao không thể đến thăm chị như đã dự định. Và hôm sau lại một lần nữa tôi phải chịu đựng những nỗi buồn của buổi chia ly. Tuy nhiên, lần này tôi không từ giã Chavanan như lần trước, hồi đi theo cụ Vitalis. Tôi được ôm hôn má Barberin đàng hoàng và hẹn sẽ trở lại thăm má cùng với bố mẹ tôi. Chúng tôi cũng phải từ giã cả con bò cái đáng yêu. Mattia ôm cổ nó, hôn vào cái mõm nó đến 10 lần chứ không ít. Có lẽ con bò thích lắm, mỗi lần được hôn, nó lại thè cây lưỡi dài của nó ra thế là chúng tôi lại ra đi trên con đường vạn dặm lưng đeo sắc con capi chạy trước lơn tơn chúng tôi rào bước thật nhanh hay nói cho đúng thì riêng tôi nhiều khi xài những bước dài không nghĩ rằng chính vì mình quá mong muốn chóng tới paris theo tôi được một lúc mattia bảo nếu cứ đã ấy thì chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức tôi bèn đi chậm lại nhưng chẳng bao lâu chân tôi lại thoăn thoát bước dồn sao cậu vội thế đúng đấy đáng lẽ ra cậu cũng phải vội lên chứ vì gia đình mình cũng là gia đình cậu thôi nó lắc đầu tôi tủi thân và buồn rầu trước cái cử chỉ ấy mà tôi đã nhận thấy nhiều lần từ khi nói đến gia đình tôi thế chúng mình không phải là anh em ruột thịt sao ồ giữa chúng mình với nhau thì nhất định là thế rồi mình không nghi ngờ gì cậu hết mình là anh em ruột của cậu ngày hôm nay cũng như ngày mai điều đó mình tin mình cảm thấy rõ thế thì còn gì nữa này nhé tại sao cậu lại muốn tớ là anh em với anh em của cậu nếu cậu có anh em tại sao cậu muốn tớ cũng là con của bố mẹ cậu giả sử chúng ta về luca thì tớ chẳng phải là anh của christina em gái của cậu hay sao ồ cái đó thì hẳn rồi vậy sao cậu lại không có thể là anh em của những anh chị em của tớ nếu tớ có anh chị em vì sự việc không giống nhau nhất định không phải như nhau không phải như nhau ở chỗ nào tớ không được bọc trong những chiếc tã sang trọng cái đó có làm sao làm sao lắm chứ nó quyết định tất cả cậu cũng hiểu như tớ thôi bây giờ thì tớ dám chắc không bao giờ cậu đến luca nhưng giá lúc này mà cậu đến đó thì cậu sẽ được bố mẹ tớ là dân nghèo đón tiếp bố mẹ tớ sẽ không có điều gì phiền trách cậu vì bố mẹ tớ có lẽ còn nghèo hơn cậu nhưng nếu những chiếc tã sang trọng nói đúng như má barberin nghĩ và chắc hẳn là thế thì bố mẹ cậu là người giàu có có lẽ là người quyền quý cũng nên đã thế thì làm sao họ rước một đứa trẻ khốn khổ như tớ được? Thế bản thân tớ là gì nếu chẳng phải là một thằng khốn khổ? Bây giờ thì thế, nhưng mai đây cậu sẽ là con của bố mẹ cậu. Còn tớ mãi mãi vẫn chỉ là thằng khốn khổ như ngày hôm nay thôi. Bố mẹ cậu sẽ cho cậu đi học, sẽ tìm thầy cho cậu. Còn tớ thì chỉ còn biết một mình một bóng lùi thùi trên đường và nhớ tới cậu cũng như cậu sẽ không quên tớ. Tớ mong thế. Chào ôi, Mattia thương mến ơi. Sao cậu lại nói như vậy được nhỉ? Tớ nghĩ sao nói vậy, anh bạn à? Do đó tớ không thể vui trọn vẹn với niềm vui của cậu được. Vì thế này và cũng chỉ thế này mà thôi, là chúng mình sắp phải xa lìa nhau, mà tớ thì trước đây tớ cứ nghĩ, cứ hình dung, hơn nữa, cứ mơ thấy rằng chúng mình luôn luôn ở bên nhau, bao giờ cũng như bao giờ. Ồ, không phải trong tình cảnh như hiện nay là những nhạc sĩ đầu đường xó chợ đông, mà hai đứa mình sẽ cùng học tập sẽ trở thành những nghệ sĩ thực sự biểu diễn trước một công chúng đàng hoàng không bao giờ phải rời nhau việc đó sẽ thực hiện được mattia nếu bố mẹ tớ giàu thì bố mẹ sẽ giàu cả cho cậu cũng như cho tớ bố mẹ tớ sẽ cho tớ vào trường trung học thì cậu sẽ đi với tớ chúng ta sẽ không xa rời nhau chúng ta cùng học với nhau chúng ta sẽ cùng sống với nhau như cậu mong muốn mong muốn tha thiết không kém cậu cậu nên tin thế tớ biết cậu mong muốn thế nhưng lúc đó cậu sẽ không quyết định được công việc của cậu như bây giờ này hãy nghe tớ nói đây bố mẹ tớ tìm kiếm tớ có nghĩa là bố mẹ tớ quan tâm đến tớ có phải không như thế là bố mẹ tớ sẽ thương yêu tớ hoặc rồi sẽ thương yêu tớ đã thương yêu tớ thì tất không từ chối những điều tớ xin và sẽ làm cho những người ăn ở tốt với tớ được sung sướng những người đã thương yêu tớ khi tớ bơ vơ trên đường đời như má barberin Ông Erwin chúng ta sẽ lo liệu cho ông ra khỏi nhà lao, mẹ tớ sẽ đem lai like về, cho đi học, chữa khỏi bệnh. Còn cậu, cậu sẽ vào trường trung học với tớ, nếu bố mẹ tớ cho tớ vào đấy học. Mọi việc sẽ diễn ra như thế đấy nếu bố mẹ giàu có. Cậu nên hiểu là vì cả hai đứa chúng mình mà tớ sẽ rất vui sướng nếu được bố mẹ giàu sang. Còn tớ thì tớ rất vui mừng nếu bố mẹ cậu nghèo. Cậu ngốc lắm, có lẽ thế, không nói gì thêm nữa. Mattia gọi Capi. Đã đến giờ chúng tôi nghỉ chân để ăn sáng. Nó ôm con chó và nói như nói với một người có thể hiểu nó và trả lời nó. Này bạn Capi ơi, có phải là bạn cũng mong cho bố mẹ Remy nghèo, phải không? Nghe thấy tên tôi, như thường lệ, con Capi sủa mấy tiếng vui vẻ và đặt chân lên ngực. Với bố mẹ nghèo thì cả ba chúng ta lại tiếp tục tự do, muốn đi đâu thì đi. Chẳng có mối lo âu gì khác ngoài việc làm hài lòng, chư vị khán giả. Gâu! Gâu, với bố mẹ giàu thì ngược lại, Capi sẽ bị xua đuổi ra khỏi sân, ở cũi, có lẽ còn bị xích nữa. Xích rất đẹp bằng thép, nhưng vẫn là xích, vì chó không được vào trong các phòng lịch sử Tôi cả giận Mattia chút ít vì nó đã mong cho bố mẹ tôi nghèo. Nó không tán thành cái điều mơ ước mà má Barberin đã khêu gợi cho tôi và tôi đã hứng lấy vội vàng, quá trọn vẹn. Nhưng mặt khác, tôi sung sướng nhận ra và hiểu rõ cái điều đã làm cho nó buồn vì tình bạn bè, vì sợ phải xa cách, chỉ có thế thôi. Giá không cần phải kiếm ăn hàng ngày thì dù có trái với ý muốn của Mattia, tôi vẫn tiếp tục đi mau. Nhưng phải biểu diễn ở những làng lớn trên đường đi để có cay ăn. Trong khi chờ đợi những người cha mẹ giàu sang chia của cho thì hãy bằng lòng với những đồng xu nhỏ cóp nhặt đây đó tùy may rồi. Bởi thế, chúng tôi đã mất nhiều thì giờ hơn là tôi mong muốn, để đi từ sông Crewe đến sông Nieverer tức là từ Chavanan đến đi Và chăng, ngoài cái ăn ra, còn có một lý do khác bắt buộc chúng tôi phải kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Tôi không quên lời má Barberin, khi má đinh ninh rằng sau này giàu sang tôi có đem bao nhiêu của cải làm cho má sung sướng cho bằng cái việc tôi làm vừa qua, trong cảnh nghèo nàn. Tôi muốn em Lai cũng được vui lòng như má Barberin vậy. Chắc chắn là tôi sẽ chia cảnh giàu sang với Lai, điều đó không nghi ngờ gì nữa nhưng trước khi giàu sang tôi muốn biếu lai like một món quà bằng tiền tôi làm ra một món quà của bạn nghèo tôi đã mua một con búp bê và một bộ đồ làm bếp may sao những thứ này không tốn nhiều tiền quá như con bò sữa biếu má barberin từ đi xe đến broise chỉ còn việc rảo chân bước mà thôi và chúng tôi đã rảo chân bước bởi vì trừ thị trấn sartillan chúng tôi chỉ có đi qua những thôn xóm nghèo ở đó người dân quê không thể bớt miệng để chiếu cố tới những nhạc công không cần để ý tới từ satyllan chúng tôi đi dọc kênh đào bờ cây xanh tốt dòng nước lưỡng lờ những chiếc tam bản con ngựa kéo từ từ lướt nhẹ trên mặt nước tất cả những cái đó gợi lại cho tôi cái thời sung sướng hồi xưa khi cùng bà milligan và arthur trên chiếc thuyền thiên nga tôi cũng đã dạo trên một con kênh như vậy thuyền thiên nga hiện nay ở đâu biết bao lần Mỗi khi đi qua hoặc đi dọc một con kênh, tôi đều hỏi thăm xem có ai gặp một chiếc du thuyền có cái mái hiên đặc biệt. Do sự sắp xếp rất lịch sự của nó, không thể nhầm với bất cứ chiếc thuyền nào khác. Rất có thể bà Milligan đã trở về nước Anh cùng với chú bé Arthur đã khỏi bệnh. Đó là điều chắc chắn, điều đó đáng tin cậy hơn cả. Vậy mà vẫn cứ mỗi lần, men theo bờ kênh Nieverer này, hệ thấy từ xa thấp thoáng bóng một con thuyền có ngựa kéo tôi lại lòng hỏi phải chăng là thuyền thiên Nga đương tiến về phía chúng tôi. Trời đương tiết thu, ngày đi đường của chúng tôi không đến nỗi dài lắm như về hè. Chúng tôi thường tính toán để kịp đến những xóm làng có chỗ ăn chỗ ngủ trước khi trời tối hẳn. Tuy thế, và mặc dù chúng tôi rào bước đi gấp, nhất là vào cuối độ đường, khi chúng tôi đến Roji thì trời đã tối mịt. Để đến nhà bà cô của Lai, chúng tôi chỉ việc đi theo con sông đào. Vì ông chồng cô Catherine làm nghề coi cống nên ông ở nếp nhà ngay cạnh cống. Như vậy chúng tôi không phải mất thì giờ tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tìm thấy nếp nhà ấy ở cuối làng, giữa cánh đồng cỏ có những cây cao, đứng xa trông lơ lửng trong sương mù. Đi đến gần nhà thì tim tôi đập mạnh, ngọn lửa rực trong lò sưởi soi sáng các cửa sổ và thỉnh thoảng lại bùng lên, ném từng mảnh ánh hồng ra ngoài, chiếu sáng đường đi đến sát ngôi nhà thì thấy cửa ra vào và cửa sổ đều đóng nhưng qua khung cửa sổ không có cánh gỗ cũng không có rèm tôi nhìn thấy lai ngồi bên bàn ăn bên cạnh cô em trước mặt em một người đàn ông chắc là chú em ngồi quay lưng lại phía chúng tôi mattia nói người ta ăn bữa tối mình đến đúng lúc quá tôi không nói chỉ lấy tay cản nó còn tay kia thì khoát bảo capi đứng im lặng đằng sau chúng tôi rồi tôi cởi cây thụ cầm ra sửa soạn đánh mattia thầm thì ừ ừ một bản dạ tấu ý kiến hay đấy không mày đừng để mình tao thế rồi tôi bật lên những nốt đầu tiên của bài dân ca vùng naples nhưng không hát để cho khỏi lộ tôi vừa đánh đàn vừa nhìn lai nghe đàn lai ngừng phát đầu lên mắt em sáng quắc tôi cất tiếng hát tức thời lai từ ghế nhảy xuống và chạy bổ ra cửa tôi vừa kịp trao cây đàn cho mattia thì lai đã nằm gọn trong tay tôi Vợ chồng cô Catherine đón chúng tôi vào nhà, cô ôm hôn tôi rồi đặt hai bộ thìa dĩa lên bàn. Tôi yêu cầu cô sửa soạn thêm một bộ nữa, nếu cô cho phép thì còn một cô bạn gái nhỏ cùng đi với chúng cháu. Nói xong tôi mở sắc lấy con búp bê ra, đặt ngồi trên chiếc ghế cạnh ghế Lai. Lai đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn lúc ấy tôi không bao giờ quên và bây giờ vẫn còn trông thấy. Chương 11, lão B A, -A B I -E A I N nếu tôi không vội đi Paris thì tôi đã ở lại lâu, thật lâu với Lai like rồi. Chúng tôi có bao nhiêu chuyện để nói với nhau nhưng cái ngôn ngữ chúng tôi dùng thì quả là nói với nhau được quá ít. Lai cần kể cho tôi nghe chuyện em về ở đi sai và về sự chiều mến của cô em và chú em. Cô em đã sinh đẻ năm bận và bây giờ chẳng còn được mụn con nào. Đó là cái nạn chung của các gia đình tỉnh Nievere, ở đó người mẹ phải bỏ con mình lại nhà để lên Paris ở vú và tả cách em ăn ở trong nhà với công việc của em trò chơi và thú vui của em chỉ những đi câu cá bơi thuyền và chạy nhờn trong rừng mà hết thì giờ vì em không đi học được về phần tôi tôi cần hỏi em có tin tức gì của bố không và tôi phải kể cho em nghe những gì xảy đến cho tôi từ lúc chia tay nhau tôi kể chuyện tôi suýt chết trong hầm mỏ chỗ alexi làm việc chuyện khi về nhà tìm mẹ nuôi thì nghe nói gia đình đang tìm tôi và vì thế mà tôi không đi thăm chị Echinet được như mong muốn. Dĩ nhiên là tôi nói nhiều hơn hết về gia đình tôi, cái gia đình giàu sang của tôi. Tôi nhắc lại với Lai những điều tôi đã nói với Mattia, nhấn mạnh về cái triển vọng giàu sang của tôi, cái triển vọng ấy mà thực hiện thì mọi người sẽ sung sướng. Bố em, các anh em và em nhất là em sẽ được sung sướng. Lai đâu đã được sớm từng trải việc đời như Mattia và cũng là may mắn cho em, cũng không xuất thân từ cái trường học Garofoli. Em rất sẵn sàng tin rằng những kẻ giàu sang thì chỉ có mỗi việc là sống sung sướng, và tiền bạc là một lá bùa, giống như trong chuyện thần tiên, có phép làm ngay ra những gì người ta ao ước. Chẳng phải là vì nghèo thiếu mà bố em đã phải nằm ở nhà giam và gia đình em đã tan tác đó sao? Dù tôi giàu hay em giàu, điều đó có quan hệ gì? Cuối cùng thì cũng như nhau thôi tất cả chúng ta sẽ được sung sướng và em cũng chỉ mong muốn như vậy mọi người đoàn tụ tất cả sung sướng ngoài những buổi chuyện trò trên cống giữa tiếng nước chảy xiết qua các cửa tháo nước ba chúng tôi lai like, mattia và tôi còn đi dạo chơi đây đó nói cho đúng thì năm chứ không phải ba vì ông capi và cô búp bê lúc nào cũng có mặt chu du nước pháp mấy năm trời với cụ vitalis và mấy tháng gần đây với mattia tôi đã đặt chân đến nhiều quê xa cảnh lạ nhưng tôi chưa hề trông thấy cảnh vật nào lạ mắt như cảnh vật đang bày ra trước mắt chúng tôi những cánh rừng bao la những đồng cỏ xanh rợn chân trời rồi những núi đá những đồi những hang động những thác tung bọc những đầm nước phẳng lì và trong thung lũng chật hẹp con sông đào uốn lượn chảy đi êm à giữa hai dãy đồi dựng dốc thật là đẹp đẽ chỉ có tiếng nước chảy dì rầm tiếng chim hót và tiếng gió than vãn trên cành lá thực ra thì mấy năm trước đây tôi cũng cho thung lũng sông nieverer là đẹp kể ra cũng không nên tin tôi một cách máy móc tôi chỉ muốn nói rằng ở đâu mà có lai like cùng đi với tôi cùng nô đùa với tôi thì ở đó có những nét đẹp những vẻ quyên rũ mà tôi không nhận thấy ở nơi khác dù những nơi này có được thiên nhiên tô vẽ hơn nhiều tôi đến nếu trời khô giáo thì chúng tôi ngồi trước nhà hoặc bên lò sưởi nếu sa mù dày đặc và tôi gầy tụ cầm cho lai like nghe em thích thú lắm mattia cũng kéo vĩ cầm hoặc thổi kèn đầy nhưng lai ưa tụ cầm hơn điều này làm tôi đắc ý không phải là ít trước khi chia tay đi ngủ lai đòi nghe dân ca vùng naples và tôi hát cho em nghe nhưng dù sao tôi cũng phải từ giã lai và phong cảnh nơi này để lên giường cảnh biệt ly đối với tôi lần này không đến nỗi buồn quá luôn luôn say sưa với mộng giàu sang tôi hầu như không còn tin là mình sẽ giàu mà cứ tưởng rằng mình đã giàu rồi ước gì được nấy, không nay thì mai là có thể giàu ngay tức khắc. Câu nói cuối cùng của tôi với Lai like trước khi chia tay, hơn là nghìn lời giải thích, chứng tỏ tôi thật thà sống trong ảo mộng. Tôi nói, anh sẽ đến đón em trên cỗ xe tứ mã, và Lai like tin tôi đến nỗi em vẫy tay ra hiệu vung roi quất ngừa. Chắc hẳn em trông thấy cỗ xe, cũng như tôi vậy. Tuy nhiên, trước khi xe tứ mã từ Paris đi Drogi thì phải lết bộ từ Droisy đến Paris cay đã. Nếu không có Mattia thì tôi chỉ có mỗi một mối lo là vượt đường cho mau tới. Ngoài ra, kiếm đủ bữa thì thôi. Bây giờ thì cần gì phải vất vả nữa. Bỏ mua rồi, búp bê cũng sắm rồi. Miễn kiếm ăn qua ngày là được chứ bố mẹ tôi cần gì tôi mang của về. Nhưng, những lý lẽ tôi đưa ra chẳng lay chuyển được Mattia tí nào. Nó bắt tôi cứ phải đánh thụ cầm và nói kiếm được chừng nào thì hãy cứ kiếm. Chắc đâu ta đã tìm thấy lão Barberin ngay. Chứ không tìm thấy thì xế chiều cũng tìm thấy. Phố Tớt có phải là vô tận đâu? Thế ngộ lão không ở phố Tớt nữa? Thì ta đến chỗ ở mới của lão. Ngộ nhỡ lão trở về Chavanen thì sao? Tất phải viết thư cho lão và chờ lão trả lời. Trong lúc đó thì chúng ta lấy gì mà ăn nếu không có đồng nào trong túi? Đúng là cậu chưa hiểu biết Paris. Đến nhà bố mẹ tớ rồi thì chúng mình sẽ ăn tối tươi hơn. Không phải mình không màng ăn tối khi đã ăn sáng đủ. Nhưng khi không ăn sáng và cũng không được ăn tối thì mình không chịu được, mình không thích thế. Thôi hãy cứ làm việc đi, y như là phải mua một con bò sữa cho bố mẹ cậu. Ý kiến của Mattia khôn ngoan đáo đề. Tuy vậy, phải thú nhận rằng tôi vẫn không cá hát nhiệt tình như khi cần nhặt nhạnh từng xu để mua bò cho má Barberin hay búp bê cho Lai. Mattia than thở, sau này giàu sang thì mày lười phải biết đến co Bay thì chúng tôi gặp lại con đường mà chúng tôi đã đi 6 tháng trước khi từ Paris chúng tôi cất bước về Chavanon. Chúng tôi vào cái nông trang mà gánh chúng tôi đã diễn buổi hợp tấu đầu tiên cho khách dự lễ cưới khiêu vũ. Đôi vợ chồng mới cưới nhận ra chúng tôi và yêu cầu chúng tôi đánh đàn cho họ khiêu vũ lần nữa. Họ mời chúng tôi ăn tối và cho ngủ lại. Sáng hôm sau, chúng tôi khởi hành từ đó để trở về Paris. Tính ra, kể từ khi ở Paris ra đi cho đến nay vừa đúng 6 tháng 14 ngày. Nhưng ngày trở về chẳng giống ngày ra đi tí nào trời hôm nay u ám và lạnh ngắt, trên cao không có mặt trời, hai bên lề đường không hoa, không lá. Mặt trời mùa hạ đã làm xong nhiệm vụ và sương mù mùa thu bắt đầu kéo về, từ trên chóp tường hoa đinh hương không rơi lên đầu chúng tôi nữa, chỉ có lá khô trên cây úa vàng lìa cành rụng xuống. Nhưng có hề gì cái cảnh đất trời ảm đạm, chúng tôi có một niềm vui sướng bên trong không cần ngoại cảnh kích thích. Nói chúng tôi thì không đúng, thật ra chỉ có mỗi mình tôi là có sự hoan hỉ trong lòng nghĩ đến cảnh được ngã vào lòng một bà mẹ đích là mẹ đẻ của mình và một ông cha gọi mình bằng con tôi sung sướng đến phát sốt lên về phần mattia thì càng tiến gần đến paris nó càng có vẻ âu sầu nhiều khi lùi lũi đi hàng giờ không hé răng nói nửa tiếng nó không nói vì sao nó buồn cho nên tôi cứ ngỡ là vì nó sợ phải xa nhau bởi thế tôi không muốn nhắc lại lần nữa cái điều mà tôi đã nhiều lần giải thích nghĩa là cha mẹ tôi không thể nào có ý định chia rẽ hai đứa tôi cho đến khi gần tới vùng những pháo đài ngoại vi dừng lại ăn trưa nó mới thổ lộ nỗi lo âu của nó nó ngồi trên một tảng đá vừa ăn bánh mì vừa nói sắp đặt chân vào paris cậu có biết tớ nghĩ đến ai không đến ai à ừ đến ai đến garofoli lão đã mãn hạn tù thì mới rắc rối khi người ta bảo lão đi tù tớ quên không hỏi là tù bao lâu cho nên giờ phút này có thể là lão đã được tự do rồi, và lão đã trở về chỗ trọ của lão ở phố Lossi rồi cũng nên. Chúng mình cần tìm Barberin ở phố Mufetus, nghĩa là ở chính khu phố của Garofoli, ngay cạnh nhà lão. Gì sẽ xảy đến nếu tình cờ lão gặp chúng mình, lão là chủ tớ, là cậu tớ, lão có quyền bắt tớ lại mà tớ thì không có cách nào thoát tay lão. Cậu đã từng sợ rơi chờ vào tay lão Barberin, hẳn cậu hiểu tớ cũng sợ rơi chờ vào tay Garofoli dương nào. Chào ôi, thương hại cho cái đầu của tớ. Ấy nhưng đau đầu thì đã thấm vào đâu bên cạnh cái đau ly biệt. Anh em ta sẽ không được gặp nhau, sự chia rẽ vì gia đình tớ sẽ còn tàn nhẫn hơn sự chia rẽ bởi gia đình cậu biết mấy. Chắc hẳn Garofoli cũng muốn giữ cậu và giáo dục cậu theo kiểu lão dạy học trò lão, nghĩa là có kèm roi vọt. Nhưng chắc cậu không ở, mà tớ, tớ cũng không muốn cậu làm bạn với tớ trong cảnh ấy. Cậu có bị đánh đập bao giờ đâu? lao theo ước vọng của mình, tôi chưa hề nghĩ đến Garofoli. Nhưng mấy điều Mattia vừa nói có thể xảy ra được quá. Không cần giải thích, tôi cũng hiểu chúng tôi bị đe dọa như thế nào. Tôi hỏi, thế cậu muốn thế nào? Hay là cậu đừng vào Paris vậy? Tớ tưởng rằng nếu tớ không đi đến phố Mufetus thì cũng đủ tránh được cái rủi ro bị lão Garofoli bắt gặp. Ồ, thế thì cậu đừng đến phố Mufetus, để tớ đi một mình thôi. Chúng mình hẹn 7 giờ tối sẽ lại gặp nhau ở một nơi nào đó. Cái nơi chúng tôi hẹn nhau là ở đầu cầu Đại Giám Mục, về phía nhà thờ Đức Bà. Xếp đặt xong, chúng tôi lại lên đường vào thành phố. Đến quảng trường Italy, chúng tôi chia tay nhau, bùi ngùi như thể sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Mattia và Capi đi về phía vườn Bách Thảo, còn tôi thì xăm xăm đến phố Mufetus, không cách quảng trường là mấy. Từ 6 tháng nay, Lần đầu tiên đi một mình không có Mattia và Capi bên cạnh, tôi thấy lòng nao nao khó chịu. Tôi tự nhủ không nên để cho cảm giác ấy làm nản lòng nhụt chí. Không phải tôi đang đi tìm Barberin, để rồi qua lão, tìm thấy gia đình của tôi là gì. Tôi đã ghi tên và chỗ ở những chủ trọ của lão Barberin vào một mảnh giấy. Kể ra cũng là thưa, tôi không quên chút nào, tên cũng như chỗ ở, và tôi cũng chẳng phải ngó vào giấy, Paho, Barabao và Chopinet. Vào phố Mopethus, người đầu tiên tôi gặp là Paho, trong cái quán khổ chiếm tầng dưới một ngôi nhà khi thuê. Tôi vào quán khá mạnh dạn, nhưng lại hỏi thăm ông Barberin với giọng run run. Barberin nào?" chủ quán hỏi. "Ông Barberin người ở Chavanon." Tôi tả hình dáng Barberin. nói cho đúng hơn là hình dáng mà tôi trông thấy khi lão mới ở Paris về, mặt mũi cộc cằn, vẻ người khắc nghiệt, đầu vẹo trên vai phải. "Không biết, ở đây không có cái của ấy." Tôi cảm ơn y và đi thêm một quãng đường nữa, đến nhà Barabao. Ngoài nghề chứa trọ, anh này còn kiêm nghề bán hoa quả. Tôi cũng hỏi như trước, vất vả lắm họ mới chịu để ý đến tôi. Hai vợ chồng đều bận, chồng thì đang dùng một cái gì như cái bay thợ nề xén bột dọn cho khách, một thứ bột nhão màu xanh, mà anh ta gọi là rau diếp. Vợ thì mải cãi cỏ với khách hàng về một đồng xu trả thiếu. Tôi hỏi đi hỏi lại ba lần cuối cùng họ mới trả lời. À phải, Barberin, hắn ở đây ngày trước, lâu rồi, cách đây bốn năm là ít. Năm chứ, chị vợ ngắt lời, tôi nhớ cả hắn còn nợ ta một tuần tiền trọ. Cái lão chết tiệt ấy bây giờ ở đâu, thì tôi cũng chỉ hỏi có thế. Tôi đi ra, ngán ngẩm và có phần nào lo ngại. Chỉ có cho Pinet nữa thôi, nếu hắn ta không biết gì giáo thì hỏi ai bây giờ. Tìm Barberin ở đâu, cũng như Pahoe. Chó Pinet là chủ quán. Khi tôi bước chân vào gian phòng ở đấy ông ta nấu nướng và dọn ăn cho khách khi có nhiều người ngồi ở bàn ăn. Chó Pinet đang cầm môi chan súp vào bánh mì cho khách hàng. Tôi hỏi ông ta, Barberin, ông ta đáp, hắn không ở đây nữa. Tôi run rẩy hỏi tiếp, thế ông ấy ở đâu? Ồ, cái đó ta không biết, mắt tôi hoa lên thấy song chảo nhảy múa trên bếp, bây giờ cháu phải tìm ông ta nơi nào, lão ta không để địa chỉ lại chắc là nỗi thất vọng đã hiện lên trên mặt tôi một cách rõ ràng và cảm động đến nỗi có một ông khách đang ăn ở bàn cạnh bếp gọi tôi hỏi cháu bé hỏi barberin làm gì tôi không nói thật không thể kể câu chuyện của tôi cháu ở làng bên làng ông ta chavanen ấy cháu mang tin của bà barberin lên cho ông ta bà ấy bảo cháu đến gặp ông ta ở đây ông chủ quán nói với người vừa hỏi tên tôi nếu ông bạn biết barberin ở đâu thì hãy mách hộ thằng bé chắc là nó không có ý gì làm hại lão ta đâu phải không chú bé ồ thưa ông không ạ à, tôi lại hy vọng barberin hiện giờ hắn đang trọ ở khách sạn canto ở ngõ austerlitz cách đây ba tuần lão còn ở đó tôi cảm ơn và ra đi trước khi đến ngõ austerlitz tôi muốn biết tin tức garofoli để về thuật lại với mattia chỗ này ở ngay phố lossi chỉ cần đi mấy bước là đến cái nhà tôi đã đến với cụ vitalis cũng như lần đầu tôi đến, một cụ già vẫn cụ già ngày nọ đang mắc những tã rách lên bức tường xanh bẩn trong sân. hẳn là từ độ ấy đến nay ông không ngừng mắc tã kia lên tường nọ. ông Garofoli đã về chưa, thưa cụ? tôi hỏi. ông lão nhìn tôi không trả lời và bắt đầu ho. tôi thấy phải tỏ ra mình biết Garofoli ở đâu rồi, chứ không thì trả moi được gì ở cái ông lão nhặt rẻ ấy. tôi lấy vẻ thông thảo hỏi hắn ta vẫn còn ở đấy chứ? chắc là hắn ta chán ngấy ra rồi, có lẽ, nhưng rồi ngày giờ cũng trôi qua thôi, trôi như thế nào hắn cũng cứ thấy chậm, chứ không thấy nhanh như ta. Câu bông đùa làm ông cụ cười, và thế là lại nổi một cơn ho dữ rồi. Chờ ông hết ho, tôi hỏi, cụ có biết bao giờ hắn ta về không? Ba tháng nữa, Garofoli còn ở tù ba tháng, Mattia có thể thở phào. Trong vòng ba tháng, thế nào bố mẹ tôi cũng tìm được cách không cho lão bầu ghê gớm này có hành động gì hại đến cháu lão. Nếu tôi đã bị thất vọng cay đắng ở nhà chó Pinet thì bây giờ tôi lại tràn trề hy vọng. Tôi đi tìm ngay lão Barberin tại khách sạn Canto. Không thể chậm một phút, tôi xăm xăm đi về hướng ngõ Austerlitz, lòng tràn đầy hân hoan và hy vọng. Có lẽ vì tin vui mà tôi trở nên khoan dung đối với Barberin. Suy cho cùng thì có lẽ lão ta cũng không đến nỗi độc ác như người ta tưởng không có lão nhất định tôi sẽ chết vì đói rét ở phố breteuil ừ thì đúng là lão ta đã cướp sống tôi trên tay má barberin đem bán cho cụ vitalis nhưng thật tình lão khó có thể chiều mến một đứa trẻ mà tới lúc đó lão chưa hề nhìn thấy và lão lại rơi vào cảnh túng thiếu nó thường dễ khuyên người ta làm bậy lão đương tìm tôi lão chú ý đến tôi và nếu tôi được gặp bố mẹ thì chính cũng là nhờ lão điều đó đang được tính đến hơn là cái nỗi oán hờn nuôi mãi trong lòng tôi từ ngày từ biệt chavanon cổ tay bị bàn tay cụ vitalis nắm chặt thế thì tôi vẫn phải biết ơn lão nếu không thể quý yêu chiều mến như đối với má barberin thì ít ra cũng phải coi như một trách nhiệm theo lương tâm chứ đi băng qua vườn bách thảo thì từ phố lossi đến ngõ austerlitz cũng nhanh thôi chẳng mấy chốc tôi đã đến trước khách sạn mà thực ra chỉ là một cái nhà trọ tồi tàn chủ nhà là một bà cụ đầu lắc lư, tay ngẫy ngãng. Tôi hỏi câu hỏi quen thuộc, bà cụ lấy tay loa ra sau tai và bảo tôi nhắc lại. Bà nói khẽ, già hơi nặng tai, cháu tìm ông Barberin, ông Barberin người cha Vănân ấy mà, ông ấy trọ ở nhà cụ, có phải không? Bà cụ không đáp, đột ngột đưa hai tay lên trời, khiến con mèo đang ngủ trong lòng bà ta kinh hãi nhảy choàng xuống đất. Bà kêu, ôi thôi, ôi, ôi thôi, rồi nhìn tôi, đầu càng lắc lư tợn bà hỏi anh là thằng bé chăng thằng bé nào thằng bé xưa ông ta tìm thằng bé xưa ông ta tìm nghe tiếng ấy tim tôi đau thắt tôi kêu to lên ông barberin mồ ma ông barberin phải nói mồ ma ông barberin tôi tựa vào cây tụ cầm cho khỏi ngã tôi nói to lên cho bà cụ nghe thấy nhưng giọng tôi đã nghẹn đi vì xúc động vậy ra ông ấy chết rồi ư đã tám hôm rồi ở bệnh viện say nhăng toan tôi chết điếm người barberin chết rồi thế thì gia đình tôi bây giờ tôi làm sao tìm ra được mà tìm kiếm ở đâu chứ bà cụ lại hỏi tiếp thế anh là thằng bé thằng bé mà ông ta tìm để trao trả lại gia đình giàu có của nó tôi lại thấy có hy vọng tôi bám giết câu ấy tôi hỏi thế ra cụ biết giả biết những cái gì mà mồ ma ông ấy hồi còn sống kể cho giả nghe ông ta bắt được một thằng bé và nuôi nấng nó bây giờ cái gia đình mất con muốn tìm con và ông ta đi paris là để lùng kiếm nó nhưng còn cái gia đình đó bây giờ ở đâu rồi cái gia đình của tôi đó thế ra đúng anh là thằng ấy rồi có phải không ừ đúng là anh rồi đích thị là anh vừa lắc lư cái đầu bà cụ vừa nhìn tôi tận mắt tôi không thể để cho bà cụ nhìn ngắm nữa van cụ xin cụ nói hết cho cháu nghe thì già còn biết gì nữa ngoài những cái già đã nói với anh à với cậu cụ nói cho cháu nghe những gì ông barberin nói với cụ về gia đình cháu Thưa cụ, cụ đã thấy cháu buồn, cháu lo, cháu bối rối như thế đấy. Cụ hãy thương cháu. Bà không đáp lại và lại đưa tay lên trời lần nữa. Bà kêu, rõ oai âm chưa? Lúc ấy có một người đàn bà, có vẻ là người giúp việc, đi vào phòng. Tức thời bà chủ khách sạn bỏ tôi để kể lể với người ấy. Rõ oai âm chưa? Cái anh bé này, cái cậu mà chị thấy đó, là người mà mổ ma ông Barberin nói chuyện. Cậu ấy đến mà Barberin thì lại không còn nữa. Rõ oai âm chưa, ông Barberin không hề nói gì với cụ về gia đình cháu ư. Nói nhiều, hàng chục lần, hàng trăm lần ấy chứ. Một gia đình giàu có, gia đình ấy ở đâu? Tên họ là gì? Ấy đấy, Barberin không hề nói những cái ấy với tôi. Cậu hiểu chứ, ông ta giữ bí mật, ông ta muốn một mình lĩnh thưởng, cái đó đúng thôi. Chả ông ta là một anh láu cá mà, chào ôi, phải, tôi hiểu lắm, tôi hiểu cái điều bà cụ nói quá đi chứ. Tôi hiểu rằng sống để giả chết mang đi, Barberin đã mang theo xuống một cái điều bí mật về gia đình dòng họ tôi. Tôi đi gần tới đích như thế chỉ để mà hỏng tuột. Hỡi ôi, những mộng đẹp, những niềm tin. Tôi lại hỏi bà cụ, thế cụ có biết có người nào được Barberin nói cho biết nhiều hơn cụ không? Barberin có dạy gì mà thổ lộ với ai? Ông ta đang nghi lắm, cụ có thấy người nào trong nhà cháu đến tìm ông ấy không? Không hề thấy hoặc cụ có biết một vài ông bạn thân của ông ta được nghe ông ta kể chuyện gia đình cháu không ông ta không có bạn bè tôi ôm đầu suy nghĩ nhưng nghĩ mãi cũng không thấy có dấu hiệu gì có thể mách bảo cho mình và chăng tôi xúc động quá bối rối quá nên không thể nào suy nghĩ có mạch lạc bà cụ cũng nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói có lần ông ta nhận được một phong thư bảo đảm thư từ đâu đến thưa cụ tôi không biết người phát thư trao thẳng cho ông ấy tôi không trông thấy con dấu chắc chúng ta có thể tìm lại được bức thư ấy chứ nhỉ? Sau khi ông ta chết, chúng tôi có lục trong đồ đạc ông ta để lại. Ồ, không phải vì tộc mạch đông, mà chỉ cốt để báo tin cho bà vợ. Chúng tôi không tìm thấy gì cả. Ở bệnh viện cũng vậy, người ta không tìm thấy giấy tờ gì trong áo quần của ông ta cả. Giá mà trước kia ông ta không nói mình ở Chavanan thì hẳn người ta không thể báo tin cho bà vợ ông ta biết. Thế má bà Bờ In đã được biết, hẳn thế tôi đứng lặng hồi lâu không nói năng gì nói gì hỏi gì bây giờ có biết cái gì họ đều nói cả với tôi rồi mà họ có biết gì đâu lẽ thường họ đã làm đủ mọi cách để tìm hiểu cái điều mà barberin cố giấu họ tôi chào bà cụ rồi tiến ra cửa bà cụ hỏi thế cậu đi đâu đấy đi về với bạn cháu à cậu có một người bạn à vâng cậu ấy ở paris chúng cháu mới đến paris sáng nay thế thì này cậu nếu cậu chưa giữ chỗ ở khách sạn nào thì cậu cứ việc lại đây. Cậu ở đây rất tốt, tôi có thể nói khoe như vậy không hoa. Cái nhà trọ này là một nhà lương thiện, nên chú ý là thân nhân cậu đang tìm cậu, cho nên khi chờ mãi không được tin tức gì của Barberin, tất thế nào họ cũng đến hỏi ở đây chứ còn chạy đâu. Như vậy thì cậu sẽ có mặt ở đây để đón tiếp gia đình cậu. Tiện như thế đấy, còn nếu cậu không ở đây thì người ta biết tìm đâu cho ra cậu? Tôi nói thế là vì cậu thôi, bạn cậu bao nhiêu tuổi, nó bé hơn cháu chút ít, thử nghĩ xem, hai thiếu niên như thế đấy lạc lóng giữa Paris đô hội. Tránh sao khỏi gặp nhiều người xấu, có những khách sạn có nhiều người không tốt lui tới, không phải như ở đây đâu, ở đây thì thật yên tĩnh. Cái khu phố này báo buộc phải thế, tôi cũng chẳng tin hẳn là khu phố này ư yên tĩnh. Dù sao thì khách sạn Canto cũng là một khách sạn thuộc loại bẩn nhất và tồi nhất trần gian. Tuy vậy, đề nghị của bà cụ cũng đáng chú ý, và lại kén chọn lúc này là không phải lúc. Ở khách sạn Canto thì không phải trả nhiều tiền mà hiện nay chính chúng tôi cần ăn tiêu rè sen. Ồ, cái thằng Mattia thế mà nó nói chí phải, nó muốn kiếm tiền trên con đường Broisy đi Paris. Nếu không có 17 phở răng trong lưng thì nay biết xoay sở ra sao? Tôi hỏi, cho hai anh em chúng cháu thuê một cái phòng, cụ lấy bao nhiêu? Mỗi ngày 10 xu, có đắt không nào? thế thì tối nay chúng cháu sẽ trở lại hãy về sớm nhé paris ban đêm nguy hiểm đấy trước khi trở về tôi phải đến nơi hẹn để gặp mattia nhưng còn lâu mới đến giờ hẹn không có việc gì làm tôi buồn rầu đi về phía vườn bách thảo tìm một cái ghế ở nơi vắng vẻ mà ngồi phải chăng cứ hết nạn nọ đến nạn kia tôi phải nếm cho đủ mùi đau khổ phải chăng mỗi khi tôi vừa với tay nắm cành cây để có thể ngồi vững chãi thì cành cây gãy rắc dưới tay làm cho tôi ngã xuống cứ mãi như thế, lão Barberin chết đúng cái lúc tôi cần đến lão thì quả là do cái số kiếp của tôi nó xui nên. Và cũng do số kiếp của tôi xui khiến cho nên gặp phải lão là con người hám lợi, lão giấu biệt tên họ và chỗ ở của người đã ủy thác cho lão lùng kiếm tôi, người đó có lẽ là cha tôi. Tôi đang ngồi ở một so dưới bóng mát của một cây xanh tốt, ứ ừ nước mắt mà suy nghĩ như vậy, thì có một gia đình nhỏ đi đến, một ông và một bà, theo sau là thằng bé kéo chiếc xe con đến ngồi ở một chiếc ghế trước mặt tôi. Họ gọi đứa bé, đứa bé bỏ xe ra, giang hai tay chạy đến với bố mẹ. Người cha ôm nó vào lòng, đặt những cái hôn rất kêu lên tóc nó. Xong ông trao nó qua cho bà mẹ, bà cũng hôn nó nhiều lần, cùng hôn ở một chỗ. Đứa bé cười giòn tan, khum khum đôi bàn tay xinh xẻo bụ bẫm vỗ vỗ vào má bố mẹ nó. Trước cảnh hạnh phúc gia đình ấy, bất giác nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi chưa được hôn hít như thế bao giờ và liệu tôi có hy vọng được hôn hít như thế bao giờ không? Tôi bỗng nảy ra ý định. Tôi lấy thủ cầm gảy nhẹ nhẹ một bài, van, cho thằng bé nghe. Nó nhịp nhịp đôi chân bé xíu của nó. Người bố đến bên tôi, đưa cho tôi một đồng bạc. Tôi lễ phép từ chối, thưa ông, không, cháu không lấy, xin ông vui lòng. Ông để cho cháu cái thú được làm vui dây lát cho em bé con ông, em kháo quá. Ông khách chăm chú nhìn tôi nhưng giữa lúc ấy một người gác vườn đến, mặc những lời phản kháng của ông khách, người gác vườn ra lệnh cho tôi đi ra ngay, nếu không muốn ngồi tù vì tội chơi nhạc trong công viên. Tôi quảng đàn lên vai rồi ra đi, thỉnh thoảng lại ngoái cổ nhìn hai ông bà ấy. Họ trông theo tôi, bùi ngùi, cũng vẫn chưa tới giờ hẹn đến cầu đại giám mục để gặp Mattia. Tôi thẫn thờ trên bờ sông, ngắm dòng nước chảy. Đêm đến, đèn khi sáng lên. Bấy giờ tôi mới đi về phía nhà thờ Đức Bà có hai ngọn tháp in bóng sẫm trên nền trời đỏ rực đằng Tây. Đến đó, tôi tìm được một chỗ và ngồi xuống khoan khoái, vì hai chân tôi rời rã như đã đi một độ đường quá xa, và tôi trở lại với những suy nghĩ phiền não. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình dã rời, mệt mỏi như thế này. Ở tôi, chung quanh tôi, thầy đều ảm đạm trong cái đô thành Paris bát ngát, sáng trưng, ồn ào và hối hả này tôi lại càng cảm thấy bơ vơ hơn bất cứ lúc nào ngay giữa đồng không mông quạnh hoặc trong rừng rậm âm u. Khách qua đường thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn tôi, những đối với tôi, sự tò mò hoặc lòng thương cảm của họ nào có nghĩa lý gì. Tôi đâu có trông chờ sự cám cảnh của những kẻ bàng quan. Chỉ còn một cách giải phiền là nhẩm đếm những tiếng chuông buông rơi quanh tôi. Thế là tôi lại tính toán xem còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới lấy lại sức lực và dũng khí từ tình bạn của Mattia nghĩ rằng mình sắp được gặp đôi mắt dễ thương, dịu hiền và tươi vui của nó, tôi phấn chấn lên nhiều. Vào khoảng gần 7 giờ, tôi nghe thấy một tiếng sủa mừng rỡ. Ngay sau đó một vật trắng từ trong bóng tối lao đến phía tôi. Tôi chưa kịp nghĩ ra thì con capi đã nhảy lên đùi tôi, liếm lấy liếm để hai bàn tay tôi. Tôi ôm nó, hôn lên mũi nó. Phút sau, Mattia xuất hiện. Từ xa, nó đã kêu lên, thế nào? Barberin chết rồi, nó rảo chân chạy lên để chóng đến bên tôi. Bằng mấy lời vội vã, tôi kể cho nó nghe tôi đã làm gì và biết được những gì. Nó buồn lắm, điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi nghiệm rằng mặc dù Mattia lo nếu tôi tìm thấy gia đình tôi thì nó chẳng gặp hay gì cả. Mặc dù thế, nó vẫn thành tâm mong muốn tôi tìm gặp được bố mẹ. Âu ứng và chiều mến, nó cố an ủi tôi nhất là thuyết phục tôi không nên nản chí. Bố mẹ cậu đã tìm được ra Barberin thì nay sẽ lo ngại khi không thấy tin tức gì về lão ta nữa. Cho nên họ sẽ tìm hiểu xem có việc gì xảy đến với lão và tất nhiên họ sẽ đến khách sạn Canto. Thôi, ta tới khách sạn Canto đi thôi. Bất quá chậm mấy ngày, thế thôi. Bà cụ có cái đầu lắc lư cũng nói với tôi như thế. Nhưng cũng vẫn những lời ấy mà Mattia nói thì tác dụng hẳn. Hiển nhiên đây chỉ là vấn đề chậm trễ chút ít thôi thế mà mình đã đâm phiền muộn và chán nản thật là trẻ con thấy trong người bình tĩnh hơn tôi bèn thuật cho mattia nghe điều tôi biết được về garofoli nó reo lên còn ba tháng nữa thế là nó nhảy một điệu vũ ở giữa đường phố vừa nhảy vừa hát bỗng dưng nó dừng lại và đến bên tôi rõ thật là gia đình đằng này và gia đình đằng ấy khác nhau quá lắm cậu mất gia đình cậu giàu dĩ mình mất gia đình mình hát vang một ông cậu đâu đã là gia đình Ý mình muốn nói một ông cậu như Garofoli, chứ giả thử cậu mất em Christina của cậu thì cậu có nhảy múa không nào? Chào ôi, đừng nói dại, đấy, thấy chưa, chúng tôi men theo bờ sông để đi đến phố Austerlitz, không mở mắt vì xúc động nữa. Bây giờ tôi mới thấy sông sen ban đêm có ánh trăng thật là đẹp, trăng rằm rọi ánh sáng xuống mặt nước sáng rõ như một tấm gương mênh mông và di động, rắc những vảy bạc sóng sánh đó đây. Khách sạn Canto là một khách sạn lương thiện, nhưng không phải là một khách sạn đẹp chúng tôi được xếp vào một buồng con áp mái chật đến nỗi khi một đứa đứng thì một đứa phải ngồi trên giường tôi không thể không nghĩ rằng đâu phải trong một gian phòng thế này mà tôi hy vọng được nghỉ lưng và những tấm chăn trải giường bằng vải thôi đã ngả màu cháo lòng sánh sao được những tấm tã đẹp biết bao lần má barberin đã tả cho tôi biết miếng bánh mì chát phô mát italy mà người ta dọn cho chúng tôi ăn tối thật khác xa với bữa tiệc thịnh soạn tôi dự định thết Matia. Nhưng đã mất đi đâu, chỉ cần chờ ít lâu thôi. Tôi ngủ thiếp đi với ý nghĩ ấy. Chương 12: Tìm kiếm. Sáng hôm sau, việc đầu tiên của tôi là viết thư cho má tin cho má rõ những điều tôi mới được biết. Đối với sức của tôi, đây không phải là một công việc nhỏ. Ai đành lòng nói cộc lốc với má rằng chồng má đã qua đời? Má yêu mến, anh Jerome của má má với ông ấy đã ăn ở với nhau mấy chục năm nay nếu mình không chia sẻ nỗi đau buồn với má thì sẽ phiền lòng má hì hục mãi cuối cùng tôi cũng viết xong lá thư suốt thư tôi cứ nhắc đi nhắc lại là tôi thương má tất nhiên tôi có kể cho má nghe sự thất vọng vừa qua và những hy vọng hiện nay của tôi nói cho đúng thì chỉ việc này là tôi nói đến nhiều nhất tôi nhờ má tin ngay cho tôi biết nếu má được thư của gia đình tôi gửi hỏi tin tức ông barberin nhất là cần nhớ gửi địa chỉ đến cho tôi, gửi đến khách sạn Canto, ở Paris. Xong nhiệm vụ ấy, còn một nhiệm vụ thứ hai nữa đối với ông bố Lai. Nhiệm vụ này cũng khó khăn không kém. Khi ở Droisy, tôi nói với Lai rằng hễ đến Paris, lần đi phố đầu tiên của tôi là đi thăm ông bố em ở nhà Lao. Tôi giải thích là nếu cha mẹ tôi mà giàu có như tôi tin tưởng, thì tôi sẽ xin tiền trả nợ cho bác Erwin, như vậy tôi đến nhà Lao chỉ để giải phóng cho bác và đưa bác đi với tôi thôi. Việc này nằm trong chương trình những niềm vui tôi đã vạch sẵn cho mình. Trước tiên là bác Erwin, sau đến má Barberin, rồi lần lượt đến Lai, Etienne, Alexi, Benjamin. Về phần Mattia thì tất nhiên tôi được cái gì, nó được cái ấy, và hạnh phúc của tôi sẽ làm nên hạnh phúc của nó. Thế mà này phải tay không mà đến nhà Lao mới chán nản làm, làm sao? đến gặp bác ơ quyên mà vẫn bó tay như ngày từ giã bác, không giúp được gì, không đền ơn đáp nghĩa. Cũng may là tôi có những lời âu yếm và những cái hôn mà Lai và Alexi trao gửi để mang đến cho bác. Niềm vui sướng của người cha chắc sẽ xoa dịu nỗi ân hận trong lòng tôi và tôi cũng được hời dạ vì đã giúp ông được nhiều ít, trong khi chờ cơ hội làm hơn. Mattia thích xem nhà tù quá nên đi theo tôi, và lại tôi cũng muốn cho nó biết mặt người trong hai năm trời đã coi tôi như con. Bây giờ tôi đã biết cái mẹo làm thế nào để vào nhà Lao Krizi, nên chúng tôi không phải đứng chơ ra và chờ đợi rất lâu trước cổng lớn như lần trước nữa. Người ta cho chúng tôi vào phòng đợi và lát sau thì bác Erwin đến. Từ bục cửa, bác đã giang tay ra đón tôi. Bác vừa ôm vừa nói, ôi, cái thằng bé ngoan, thằng cháu Remy Trung Hậu, tôi báo tin về Lai và Alexi ngay. Rồi khi tôi muốn bày tỏ vì sao tôi không thể đến chị Etienne thì ông nói, thê bố mẹ cháu bác biết chuyện rồi sao bác nói rằng cách đây nửa tháng barberin có tìm đến bác lão ta chết rồi tôi nói tai hại chưa bác nói cho tôi biết vì sao barberin đến tìm bác để hỏi tin tức tôi đến paris thì barberin tới nhà garofoli và tất nhiên là không gặp hắn ta lão bèn đi rất xa về tận tình có cái nhà lao đang giam hắn để hỏi về tôi tên này cho lão biết sau khi cụ vitalis mất đi thì tôi được một người chồng vườn tên là Erwin đem về nuôi. Barberin bèn trở về Paris đến khu Glacier. Ở đấy người ta cho lão biết người chồng vườn ấy hiện đang bị giam giữ ở Clizy. Lão đến nhà Lao và bác Erwin nói cho lão biết tôi đi chu du nước Pháp như thế nào. Cho nên, dù bây giờ không biết rõ tôi ở đâu, nhưng đến một lúc nào đó, nhất định tôi sẽ ghé lại thăm một trong những đứa con bác ấy. Bởi thế chính tay bác Erwin đã viết mấy lá thư cho tôi và gửi đến Broisy, Vasis, Esnan và Sanh Căng Tanh cùng một lúc. Tôi không nhận được thư bác gửi đến Broisy chắc là vì tôi đi rồi thư mới đến. Tôi hỏi, thế Barberin có nói gì với bác về cha mẹ cháu không? Không, chỉ nói tí chút, chả có ích lợi mấy. Lão nói cha mẹ cháu đã dò hỏi phòng cảnh sát khu Invalid và biết rằng đứa bé bị vứt bỏ ở phố Britain đã được một người thợ nề nhặt về nuôi họ đến tìm cháu ở nhà lão barberin không thấy cháu họ đã nhờ lão lùng kiếm giúp họ lão không nói tên của cha mẹ cháu không nói gì về quê quán cháu hay sao bác hỏi thì lão bảo để rồi sẽ nói chuyện bác chẳng buồn nhắc lại bác hiểu rằng lão ta giấu kỹ tên tuổi bố mẹ cháu chỉ vì lão sợ không được hưởng một mình tất cả món thù lao lớn như lão mong muốn chẳng là bác cũng có nuôi nấng cháu nên cái lão barberin ấy tưởng là bác muốn được đền công vì thế bác tiễn lão ra ngay và từ đó không thấy tâm hơi lão đâu nữa. Bác không ngờ lão đã qua đời, hóa ra có cha mẹ mà vì sự tính toán của lão keo bẩn ấy thành ra cháu chẳng biết cha mẹ cháu là ai, ở đâu. Tôi bày tỏ niềm hy vọng của chúng tôi, bác cho rằng tin tưởng như thế là phải vào viện ra nhiều lý lẽ xác đáng để khuyến khích tôi. Bố mẹ cháu đã moi lão Barberin ở tận Chavanen ra, rồi Barberin lại truy ra Garofoli và tìm ra được cả bác ở đây nữa thì tất người ta sẽ tìm thấy cháu ở khách sạn can tổ thôi hãy ở đấy mà chờ những lời lẽ ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu và trở lại vui vẻ tôi nói chuyện lai like, alexi và chuyện tôi bị vùi trong hầm mò khi tôi kể hết bác than thở cái nghề sao mà hiểm nghèo thế mà thằng alexi lại làm cái nghề ấy mới tội chứ cha hồi nó chồng yên chi thì sung sướng hơn biết bao nhiêu thời ấy rồi sẽ trở lại bác ạ à, ơn trời mà được như cháu nói cháu Remy yêu mến ạ. À. Lưỡi tôi ngọ nguậy muốn nói rằng không lâu nữa bố mẹ tôi sẽ vận động cho bác ra tù. Nhưng tôi kịp nghĩ rằng không nên khoe trước những điều tốt mình định mang lại cho người ta. Tôi chỉ nói không bao lâu nữa bác sẽ ra khỏi nhà tù và con cái sẽ quê quần bên bác. Khi ra đường, Mattia nói, trong khi chờ đợi cái giờ phút tốt đẹp ấy, mình có ý kiến là chúng ta không nên bỏ phí thời gian. Phải kiếm tiền đi, giá thử mấy hôm trước, dọc đường chúng ta không dành nhiều thì giờ kiếm tiền như thế thì hẳn chúng ta đã đến paris kịp cho gặp lão barberin cái đó đúng làm cho cậu đến chậm tớ đã tự trách mình bao nhiêu rồi cậu đừng trách tớ nữa tớ có trách móc gì cậu đâu mattia thân mến à? tớ cam đoan với cậu như thế không có cậu làm sao tớ mua được con búp bê cho lai like? không có cậu hẳn lúc này chúng mình phải vất vưởng trên vỉa hè thành phố paris không có một đồng xu nào để nuôi miệng đã thế thì thế này nhé cậu đã cho cái việc tớ muốn làm cho có tiền là phải thì giờ đây ta hắn cứ coi là phải và chăng với mình có việc gì đáng làm hơn là ca hát và biểu diễn cái chương trình của đoàn ta còn như dạo chơi đây đó thì ta hãy chờ khi cậu có xe ngựa đỡ mệt hơn gì chứ ở paris thì tớ coi như ở nhà vậy tớ biết rõ chỗ nào là chỗ hơi mattia quả biết rõ những chỗ kiếm ra tiền những quảng trường những sân họp đặc biệt những hiệu cà phê, cho nên tối hôm đó, trước khi đi ngủ chúng tôi đếm lại số tiền thu được thì thấy những 14 phở răng. Thế là khi ép đi ngủ, tôi nhớ lại một câu quen thuộc của cụ Vitalis nói rằng của cải chỉ đến với người không cần đến nó. Thu được khá thế này hẳn là dấu hiệu bố mẹ tôi sắp đến, chỉ ngày một ngày hai, vì chính tôi không cần tiền nữa, tiền mới đổ xô về như vậy. Tôi tin chắc ở linh tính của tôi nên hôm sau, tôi sẵn sàng nằm ì ở khách sạn nếu Mattia không thúc ép tôi dậy đi. Nó lại bắt tôi đàn, tôi hát, và ngày hôm đó, chúng tôi lại thu 11 phở răng. Mattia vừa cười, vừa nói, ta không trở nên giàu có nhờ cuộc cải của bố mẹ cậu thì tự tay ta, với sức ta, ta cũng sẽ làm nên giàu có được đấy. Mà như thế thì tuyệt, ba ngày trôi qua như thế mà vẫn không có gì mới lạ xảy đến. Ngày nào chỉ giúp việc ở khách sạn cũng chỉ trả lời tôi một câu, như một điệp khúc bất diệt không có ai hỏi ông barberin cả và tôi cũng không nhận được thư nào gửi cho cậu hoặc cho ông ta mãi đến ngày thứ tư chị ta mới đưa cho tôi một phong thư đó là thư trả lời của má barberin do má nhờ người ta viết thư má nói rằng má đã được báo tin chồng má mất và trước đó ít lâu má có nhận được thư của ông ấy cái thư đó có nói đến tung tích gia đình tôi má nghĩ rằng nó có thể giúp ích cho tôi nên mới chuyển theo tôi mattia Zell, mau lên mau lên mau xem thư của lão Barberin đi. Tôi mở phong bì, tay run run, lòng như thắt lại. À, viện, ốm nặng lắm, có lẽ không qua khỏi. Giá tôi có đủ sức thì tôi kể cho U nó nghe tôi lâm bệnh như thế nào. Nhưng kể chẳng ích gì, tốt hơn là đi ngay vào công việc gấp rút này. Tôi viết thư cho U nó cốt để ế. Chẳng may tôi có mệnh hệ nào thì U nó phải viết thư cho các ông Greg và Gali, công viên Green, quán trọ Lincoln, ở London họ là những người thừa biện được ủy nhiệm lùng tìm Remi. U nó nói với a à, chỉ có u nó là biết tung tích thằng bé và u nó nhớ đòi tiền công để u nó có chút dư dật mà sống no ấm trong lúc tuổi già. Muốn biết Remy bây giờ thế nào thì u nó cứ việc gửi thư hỏi lão Erwin, Trước làm nghề trồng vườn, bây giờ bị tù tại nhà lao Plessis ở Paris. Thư từ u nó nhờ cha xứ viết tất, chứ trong công việc này đừng có tin ai khi nào u nó biết chắc tôi đã chết rồi thì chừng đó làm gì hãy làm tôi hôn u nó lần cuối cùng đây barberin tôi chưa đọc hết câu cuối thì mattia đã nhảy choàng lên hết đi lông đơ đi thôi tôi đang còn ngạc nhiên về những điều tôi vừa đọc nên chỉ đưa mắt nhìn mattia không hiểu nó nói gì nó tiếp trong thư lão barberin chẳng bảo rằng những người thừa biệt người anh được quỷ nhiệm lung tìm cậu là gì cái đó có nghĩa là bố mẹ cậu cũng là người anh phải không nào Cậu không thích là người Anh à, giá tớ là người Pháp, cùng một tổ quốc với Lai và lũ trẻ nhà ấy thì thích hơn. Tớ thì lại muốn cho cậu là người Italy kia, nếu tớ là người Anh thì tớ sẽ là đồng bào của Arthur và bà Milligan. Thế nào, nếu cậu là người Anh à? Cái đó chắc chắn rồi chứ còn nếu niếc gì nữa. Nếu bố mẹ cậu là người Pháp thì có đâu lại đi nhờ cậy bọn thừa biệt Anh lùng kiếm đứa con đánh mất, ở nước Pháp. Cậu đã là người Anh thì phải sang Anh đi đó là cách tốt nhất để cậu nhích gần đến bố mẹ. Hay là ta viết thư cho các lão thừa biện ấy, viết làm gì, gặp nhau nói thẳng với nhau dễ ăn ý hơn là dùng thư từ. Khi chúng mình đến Paris, chúng mình còn 17 phở răng. Một hôm sau chúng mình kiếm được 14, hôm khác 11, hôm sau nữa 9, thế là cộng được 51 phở răng. Chúng mình đã tiêu hết 8, thế là còn 43. Đi London đơ thừa đi ấy chứ chúng mình đến Boulogne xuống tàu đi london, trả tốn là bao. cậu chưa ở thành phố london chứ? cậu thừa biết là chưa. thế nhưng ở gánh xếp gaso có hai anh hề người anh, họ hay nói chuyện thành phố london với tớ. họ còn dạy tớ một số tiếng anh đủ để trò chuyện với nhau thế nào cho bà lão gaso tò mò như một con vọ, không nghe ra gì hết. tớ sẽ đưa cậu đi london. tớ cũng vậy. tớ có học tiếng anh với cụ vitalis. ừ, nhưng đã ba năm rồi chắc cậu quên hết, chứ còn tớ thì tớ nhớ. Rồi cậu xem, với lại tớ ưng đi lông đơ không phải chỉ vì muốn giúp cậu mà thôi. Nói thật với nhau, tớ còn một lý do nữa. Lý do gì, nếu bố mẹ cậu đến đón cậu ở Paris thì có thể người ta không mang tớ đi với cậu. Còn như tớ mà sang Anh thì người ta không nỡ đuổi tớ về. Phỏng đoán như vậy có phần xúc phạm đến bố mẹ tôi đấy nhưng xét cho cùng thì cũng không hẳn là không có lý. Dù muốn một điều gì đó có thể xảy ra đi nữa thì tôi cũng phải ngăn chặn, tức là phải đồng ý đi London ngay với Mattia. Tôi nói, ta đi chứ, cậu bằng lòng chứ, trong giam phút, chúng tôi đã soạn xong sắc và xuống dưới nhà, sẵn sàng để ra đi. Trông thấy chúng tôi đóng bộ như thế, bà chủ khách sạn can tổ phản kháng, coi cái cậu cả kia, cậu cả là tôi, cậu không đợi ông bà nhà ta à? Đợi lại thì hơn đấy, cậu ạ, à? với lại để cho ông bà nhà ta đến sẽ thấy cậu quý tử được chăm sóc tử tế như thế nào chứ nhưng cái tài hùng biện ấy không giữ chân tôi được trả tiền trọ xong tôi đi ra đường mattia và capi đã ra trước đứng đó đợi tôi bà cụ hỏi thế thì cậu nên để địa chỉ lại đây phải rồi để địa chỉ lại có lẽ cũng hay tôi viết vào quyền sổ của bà ở London. đơ cụ kêu hai thiếu niên thế này mà vào giữa lông đơ lại băng đường trường lại vượt biển khơi nữa chứ, trước khi lên đường đi Bologna, phải đến chào tạm biệt ông bố đã chứ. Nhưng buổi chào tạm biệt này không buồn thảm, bố ơ sung sướng được biết là tôi sắp gặp gia đình, và tôi cũng rất vui mừng được nhắc lại với ông rằng nhất định tôi sẽ cùng bố mẹ trở lại ngay đây để cảm ơn ông. Thôi, chào con, chúc con may mắn, ta sẽ gặp nhau. Nếu vì một lý do nào đó mà con chưa trở lại được như ý muốn, con cứ viết thư cho ta cũng được nhất định con sẽ trở lại. Ngày hôm ấy, chúng tôi đi một mạch đến môi và xin ngủ nhờ ở một trang trại vì cần phải ăn tiêu rẻ xèn để dành tiền mua vé tàu vượt biển. Mattia nói trả tốn bao nhiêu, nhưng trả tốn bao nhiêu là từng nào mới được chứ. Vừa đi đường, tôi vừa học tiếng Anh với Mattia, tôi hết sức băn khoăn về một ý nghĩ nó làm cho tôi mất tươi vui hỉ hả. Chẳng hay bố mẹ tôi có nghe được tiếng Pháp hay tiếng Italy không nhỉ làm thế nào trò chuyện với nhau nếu như bố mẹ tôi chỉ nói tiếng Anh thôi? Nếu mà thế thì bất tiện biết bao nhiêu. Nếu có anh chị em thì tôi sẽ nói gì với họ cho được. Chưa nói chuyện được với anh chị em thì chắc anh chị em coi như người ngoài thôi. Từ khi ở Chavanen ra đi, tôi đã nhiều lần hình dung trước cái cảnh đoàn tụ, và chưa bao giờ tôi thoáng nghĩ rằng mình có thể bị cụt hứng như thế này. Chắc là còn lâu nữa tôi mới học thông được tiếng Anh, chừng như nó cũng khó học thật từ Paris đến Boulogne, chúng tôi đi mất 8 ngày vì phải dừng lại ở các thị trấn lớn trên đường đi để biểu diễn gây lại vốn. Tới Boulogne, chúng tôi vẫn còn được 32 phở răng thừa mua vé tàu. Đến Boulogne, trước hết chúng tôi đi dạo xem cái đập ở cảng, vì Mattia chưa bao giờ trông thấy biển bao giờ. Nó đứng sững mấy phút, mắt nhìn đắm vào cõi mù mù, tăm tăm, ở chân trời xa tắp rồi tặc lưỡi bảo là xấu lắm, buồn lắm và bẩn nữa. Thế là chúng tôi tranh luận, ngày thường chúng tôi vẫn hay nói đến biển và bao giờ tôi cũng nói với nó rằng cảnh biển là cảnh đẹp nhất trên đời. Cho nên tôi bênh vực ý kiến ấy. Mattia nói, có lẽ cậu nói có lý khi mặt biển xanh biếc như cậu trông thấy ở xét và thuật lại với tớ. Nhưng mà khi biển như biển này, vàng kịch và xanh lục, bên trên là trời xám xịt với những đám mây lớn ầm u thì biển xấu, xấu lắm, tớ chẳng thích đi trên ấy tí nào. Thường thường Matia với tôi chúng tôi vẫn dễ dàng nhất trí với nhau hoặc là nó đồng ý với tôi hoặc là tôi cũng tỏ ra hợp ý với nó nhưng lần này tôi cứ khư khư giữ ý mình và tôi cho rằng mặc dù một màu xanh lục nhìn xuống thì mờ mờ nhìn lên thì mây kéo u ùn theo gió thổi loạn xạ vùng biển này vẫn vô cùng đẹp hơn một cái biển xanh biếc dưới một bầu trời xanh lang Matia đáp lại chỉ vì cậu là người anh cho nên mới nói như vậy và cậu yêu thích cái biển tồi tệ này chẳng qua vì nó là biển của xứ sở quê hương đấy thôi. Tàu đi lông Đơ sẽ nhổ neo vào 4 giờ sáng hôm sau. Mới 3 giờ rưỡi, chúng tôi đã lên tàu, cố tìm lấy một chỗ tốt. Chúng tôi nấp sau một đống thùng gỗ để che bớt ngọn gió bắc lạnh và ẩm ướt. Dưới ánh sáng của mấy chiếc đèn lồng ôm khói, người ta bốc hàng xuống tàu, dòng dọc rít, những kết hàng thả xuống hầm tàu kêu răng rắc thủy thủ chốc chốc lại thét lên vài tiếng với giọng ồ ồ. Át cả mọi tiếng huyên náo là tiếng xì sụp của hơi nước, từ máy bốc lên thành những cuộn trắng. Một hồi chuông réo, dây cáp buông xuống nước và thế là chúng tôi lên đường. Lên đường về quê hương tôi, tôi thường nói với Mattia rằng không có gì lý thú bằng đi chơi trên tàu thủy. Mình lướt êm du trên mặt nước, không hề biết đã đi mấy đỗi đường. Thật là mê ly như một giấc mơ nói như vậy là tôi nghĩ đến thuyền thiên Nga và cuộc du hành trên kênh Nam. Nhưng biển không giống sông đào, vừa đi khỏi đập thì con tàu hình như đâm sâu xuống rốn nước lần nữa, cứ thế liên tục 4 năm bẩn, chẳng khác những chuyển động ấy, hơi nước từ ống khói thoát ra với tiếng rít chát tai rồi đột ngột lặng im. Bấy giờ chỉ còn nghe tiếng buồn gạt nước, 34, lúc ở mạn bên này, lúc ở mạn bên kia tùy con tàu nghiêng bên nào. Mattia nói, lướt êm quá nhỉ. Tôi không biết đáp thế nào vì lúc bây giờ tôi có biết sóng ngang ở cửa biển là thế nào đâu. Thật ra thì không phải chỉ có sóng ngang, 35 làm cho tàu trong chành, hôm ấy ngoài khơi, biển cũng động nữa. Matia lặng thinh đã lâu bỗng nhiên vùng dậy, "Tôi hỏi, cậu làm sao thế? Tớ thấy nó nhảy nhót nhiều quá, ruột gan tớ lộn lên đây. Say sóng đấy, hẳn rồi, mình cảm thấy rõ quá." Mấy phút sau, nó chạy lên mạn tàu vịn vào bè. Tội nghiệp nó mệt quá, tôi cố ôm nó vào lòng, ấp đầu nó trong ngực tôi, nó cũng không khỏi. Nó rên rỉ và chốc chốc nó vùng dậy, khập khiễng đi lại chống tay trồm qua bê tầng. Mấy phút sau nó mới trở lại nép vào người tôi, cứ mỗi lần trở về nó lại dơ quả đấm ra với tôi và nửa cười cợt, nửa cáu gắt, nó bảo, cha, cái bọn ăn lê này, chúng không có ruột gan, cũng may đây. Trời hưởng sáng thì chúng tôi nhìn thấy những ngành đá trắng cao ở bờ biển và đây đó vài chiếc tàu im lìm, không kéo buồm. Dần dần tàu bớt trong tranh rồi lướt đi trên mặt nước phẳng lặng, nhẹ nhàng không kém gì đi trên kênh. Bây giờ tàu không ở biển khơi nữa, và chúng tôi nhìn thấy nói cho đúng hơn là đoán thấy qua màn sương sớm, bóng cây thấp thoáng ở hai bên bờ xa, xa tít. Chúng tôi đã đi vào sông Tamai. Tôi bảo Mattia chúng mình đến đất Anh rồi. Matia không hoan nghênh cái tin mừng này. Nó nằm dài trên bong, đáp để yên cho tao ngủ. Tôi không bị say sóng khi vượt biển nên không buồn ngủ. Tôi sắp xếp cho Matia nằm thoải mái chừng nào hay chừng ấy, rồi tôi leo lên đống thủng gỗ, chọn chồng cao nhất để ngồi và đặt con Capi ở giữa hai chân. Con Capi đã vượt sóng gió một cách can đảm. Biết đâu, biết đâu Capi không là một dân biển lão luyện. Ở với cụ Vitalis, cái gì mà nó không biết? từ chỗ ngồi cao ấy mắt tôi bao quát con sông tôi nhìn thấy được dòng sông chảy ở hai bên bờ nhìn ngược dòng lại nhìn được cả về xuôi đằng sau lái bên phải chạy dài một cồn cát lớn mép viền bọt trắng bên trái xanh mù như lại sắp đi vào biển nữa nhưng không đó chỉ là ảo giác chẳng mấy chốc bờ sông xanh xanh dịch lại gần rồi hiện lên rõ là những bãi lầy lội màu sắc vàng cả một hạm đội thả neo đỗ ở giữa sông len giữa đám tàu ấy những tàu chạy hơi nước, tàu kéo đi đi lại lại. Và biết cơ man nào là buồn, tôi chưa hề nghĩ rằng một con sông lại có thể đông đúc đến thế. Sông Garon đã khiến tôi ngạc nhiên, thì sông Tam Mai giờ đây khiến tôi thán phục. Nhiều tàu sửa soạn để nhổ neo, trên giàn buồm, các thủy thủ chạy đây chạy đó trên những chiếc thang dây trông xa mỏng mảnh như tơ nhìn. Con tàu của chúng tôi để lại sau lái một làn bọt trắng trên mặt nước vàng vô khối những thứ rêu rác trôi nổi lềnh bềnh trên mặt sông, nào là ván, nào là đầu đầy gỗ, nào là cỏ rác, nốt chai, nào là xác xúc vật trương sình lên. Chốc chốc một con chim có đôi cánh lớn xả xuống đám rác rêu ấy để rồi tức khắc kêu lên một tiếng xé tai mà bay lên, mỏ đã quắc mồi rồi. Sao Mattia lại muốn ngủ nhỉ? Nó thức dậy có hơn không? Cảnh tượng này kỳ thú, đáng xem lắm mà. Tàu càng ngược sông, lại càng kỳ thú, càng đẹp. Bây giờ, cái đáng xem không chỉ có thuyền buồm hay tàu chạy hơi nước, hoặc những chiếc tàu ba buồm to lớn, những thuyền đi biển khổng lồ từ phương xa về, những tàu than đen đùi, những thuyền chất dạ và cỏ khô trông như những đụn rơm cuốn theo dòng nước, những phao nổi to tướng sơn đen, trắng, đỏ bị dòng nước xô quay tròn. Còn đáng chú ý nữa là những việc xảy ra, những điều ta trông thấy ở hai bên bờ bây giờ hiện rõ mồn một. Những ngôi nhà quét sơn màu duyên dáng những đám cỏ xanh, những cây sum xuê cành lá chưa hề chạm lưỡi dao tiện. 36. Và đây đó những chiếc cầu tàu nhô ra giữa bãi bùn đen, những tín hiệu thủy triều, những cọc xanh xanh, nhơn nhớt. Tôi ngồi như thế lâu lắm, đôi mắt mở to chỉ để mà trông, mà phục. Nhưng đến đây thì bỗng nhiên nhà ở hai bên bờ sông dồn đóng lại, chen trúc thành từng hàng dài đỏ ngòm. Trời trở nên mù mịt, khói và sương mù quyện lại với nhau khó mà nói được xương dày hơn hay khói. Rồi thì giữa các đồng cỏ, đáng lẽ có cây cối và gia súc thì đột nhiên xuất hiện một rừng cột buồm, tàu bè đỗ trên đồng cỏ. Không nhịn được nữa, tôi tụt từ, đài quan sát xuống đi tìm Matia. Nó đã thức giấc, hết say sóng rồi, nó không cáu kỉnh nữa và vui lòng leo lên đống thủng gỗ với tôi. Nó cũng thấy choáng và đưa tay dụi mắt, đây đó, từ các đồng cỏ, có những con sông đào chảy ra sông lớn. Các sông ấy cũng đầy tổ bè. Khốn thay, sương mù và khói cứ càng lâu càng dày đặc. Chúng tôi thì chỉ nhìn thấy cảnh vật quanh mình từng quãng và cứ càng đi sâu vào nội địa càng lơ mơ. Cuối cùng, con tàu đi chậm lại, tắt máy, và thủy thủ ném dây cáp lên bờ. Thế là chúng tôi đã ở thành phố Long Đơ. Chúng tôi bước chân lên bờ giữa đám người chỉ nhìn chúng tôi mà không nói gì với chúng tôi. Này, Mattia thân mến! Lúc này là lúc cậu cần dở cái vốn liếng tiếng Anh của cậu ra mà dùng đấy, không chút e ngại. Mattia đến gần một ông to béo, có chòm râu màu hung và cầm mũ ở tay, nó lễ phép hỏi đường đi công viên Green. Hình như Mattia phải mất nhiều thì giờ lắm mới làm cho người đó hiểu mình và người đó đã bắt hắn nhắc đi nhắc lại mãi mấy tiếng. "Nhưng tôi không muốn tỏ vẻ hoài nghi sự thông thái của bạn tôi." Mãi rồi nó cũng trở về chỗ, nó nói, "Dễ lắm." cứ việc đi dọc sông Tam Mai, chúng mình sẽ lần theo bờ kè mà đi, nhưng ở Long Đơ hồi đó không có bờ kè, nhà cửa cứ việc nhô ra tận sông. Cho nên chúng tôi phải đi theo những đường phố đoán chừng là chạy dọc theo dòng sông. Những đường phố đó tối tăm lầy lội qua sức và ngổn ngang những xe cổ, những hòm xiềng, những kiện hàng, gói bọc đủ loại. Những thứ ấy, hết đây lại đó, cứ vướng chân vướng cẳng, chúng tôi len lỏi đi lên cho được rất khó khăn. Tôi buộc con capi vào một sợi dây thừng và kéo nó theo sát bên tôi. Mới một giờ trưa mà đèn khí đã thắp trong các cửa hàng. Nhìn thấy lông đơ như vậy, chúng tôi không có cảm tình như đối với sông Tam Mai. Chúng tôi cứ đi lên và chốc chốc Mattia lại hỏi thăm xem chúng tôi còn cách quán trọ Lincoln bao xa. Rồi chúng tôi không còn đi trên đường phố ồn ào, nhộn nhịp nữa. Chúng tôi vào những con phố vắng vẻ, chằng chịt. Ở đấy chúng tôi có cảm giác là cứ đi quần đi quanh tại chỗ như trong một trận đồ bắt quái, 37, chứ không tiến lên được bước nào. Bỗng nhiên, giữa lúc tường đã lạc đường thì chúng tôi đến một nghĩa địa nhỏ đầy mù mả, bia mộ đen xì như thể quét bổ hóng hay đánh xi đen, đó là công viên Green. Trong lúc Mattia đón một bóng người qua đường để hỏi Han thì tôi đứng lại để tim khỏi đập mạnh. Tôi không thở được nữa, người tôi run lên. Rồi tôi bước theo Mattia và dừng lại trước một tấm biển đồng đọc thấy mấy chữ, Red và Gali. Mattia bước lên định kéo chuông thì tôi ngăn tay nó. Nó hỏi, cậu làm sao thế, mặt tái đi thế kia, hưởng tí đã, đợi mình bớt hồi hộp. Mattia giật chuông và chúng tôi bước vào nhà. Tôi bối rối quá, không trông rõ quanh mình, chừng như đây là một phòng giấy. Có hai người đang gò lưng viết trên bàn, dưới mấy ngọn đèn khí vừa cháy, vừa reo xe xe. Mattia đến nói với một trong mấy người đó vì dĩ nhiên là tôi đã cậy nó đỡ lời. Trong khi nó nói, tôi nghe mấy tiếng family, boy, 38, Barberin trở đi trở lại. Tôi hiểu là nó trình bày rằng tôi là chú bé mà gia đình đã cậy Barberin tìm kiếm. Cái tên Barberin có tác dụng, mọi người nhìn chúng tôi và người kia đứng lên mở cửa cho chúng tôi vào một căn phòng đầy giấy tờ, sách vở. Một ông đang ngồi trước bàn giấy, một ông khác mặc áo dài đầu chụp tóc giả tay xách nhiều túi vải xanh đang nói chuyện với ông kia người đưa chúng tôi vào báo cáo vắn tắt chúng tôi là ai tức thời hai ông ấy nhìn chúng tôi từ đầu đến chân cái ông ngồi bàn giấy hỏi bằng tiếng pháp anh nào là đứa bé barberin nuôi nghe thấy nói tiếng pháp tôi yên lòng bước lên một bước thưa ông tôi đây barberin đâu ông ta chết rồi hai ông nhìn nhau một lát rồi ông có tóc giả xách mấy chiếc túi đi ra ông vừa hỏi tôi lại tiếp thế anh đến đây bằng cách nào đi bộ đến boulogne rồi từ boulogne đáp tàu thủy đi londres chúng tôi vừa lên bộ xong barberin có cấp tiền cho anh chứ chúng tôi không gặp ông barberin thế thì làm sao các anh biết tìm đến đây tôi thuật lại rất vắn tắt câu chuyện mà ông ấy hỏi tôi nôn nóng muốn đến lượt mình hỏi một đôi câu trước hết là một câu cháy lưỡi nhưng tôi không kịp hỏi người ta cứ bắt tôi kể vì sao mà tôi được barberin nuôi vì sao mà lão bán tôi cho cụ vitalis rồi khi cụ chủ tôi chết tôi được gia đình bác ơ quyên cứu mạng như thế nào và cuối cùng khi bác ơ quyên bị bỏ tù vì thiếu nợ tôi trở lại làm nghề nhạc sĩ lang thang như thế nào tôi nói đến đâu thì ông ta ghi lại đến đó và nhìn tôi với con mắt thế nào ấy nó làm tôi khó chịu quả là ông ta có vẻ khắc nghiệt và nụ cười có ẩn cái gì man trá thế còn chú bé này là ai ông ta vừa hỏi vừa đưa cây bút sắt chỉ vào mattia như muốn bắn một mũi tên vào người nó là bản thân, bạn nghề nghiệp, một người anh em ruột thịt của tôi. Tốt lắm, chỗ quen biết gặp nhau trên bức giang hồ, chắc thế. Một người anh em ruột thịt âu yếm và thân tình nhất. Ồ, ta có nói khác đâu. Tôi nghĩ đã đến lúc đặt cái câu hỏi làm tôi ấm ức trong lòng từ khi bắt đầu câu chuyện. Thưa ông, có phải gia đình tôi ở nước anh không? Hẳn là ở anh rồi, ít nhất là trong lúc này. Thế tôi sắp được gặp chưa? Lát nữa anh sẽ về gia đình anh. Tôi sẽ bảo người đưa anh đi. Ông bấm chuông gọi, khó khăn lắm tôi mới thốt được mấy tiếng sau đây. Ông cho phép tôi hỏi một câu nữa thôi. Tôi có bố không? Không những bố. Anh có một bà mẹ và nhiều anh chị em nữa. Chào ôi, ông ơi, cánh cửa mở ra chặn đứng sự cảm khái của tôi. Tôi chỉ biết đưa mắt chào lệ nhìn Mattia. Ông kia nói tiếng Anh với người mới vào. Tôi hiểu chừng như ông ấy bảo người ấy đưa chúng tôi đi. Tôi đứng dậy, ông nói tiếp. Ồ, tí nữa thì quên, tên họ anh là Driscoll đó là tên bố anh mặc dù với vẻ mặt bất lương của ông ta tôi cũng muốn nhảy lên ôm cổ ông ta mà hôn nếu ông để cho tôi đủ thì giờ nhưng ông ta đưa tay trỏ ra phía cửa và chúng tôi đi ra